thấy mình cũng hơi chậm chạp á, tắm lâu cùng chó lắm chị. Bây giờ không có chơi đẹp, giờ phải quay quay yêu chó thôi chị. Em là thích mèo, có lúc em nuôi 10 con mèo. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ta giới thiệu sơ về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả. Em tên là Hoàng Ngọc Phong. Dạ em 25 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty phụ tùng xe máy, quê em ở Thanh Hóa. Bạn vào Nam lâu chưa? Dạ em vào 7 năm ạ. 7 năm, bạn ở quận nào? Em ở quận Tân Phú. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia rèm. Em tên là Nguyễn Vũ Ái Nhã, đến từ Bình Định. Hiện em đang làm nhân viên kinh doanh. Mình vào đây lâu chưa? Khoảng 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi ha. Mình giới thiệu về mình chút xíu đi, những cái điểm mạnh và những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì tự nhận mình là một cô gái cũng năng động á, vui vẻ, đặc biệt là em cũng thích nhảy nhót. Những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì hơi thấy mình cũng hơi chậm chạp á, tắm lâu. Cái gì lâu? Tắm lâu cỡ 20 phút quá chị. Làm gì vậy chồng? Muốn xua tùm lum hết chị. Chị tắm có 3 phút hà. Em thấy có người tắm lâu hơn em nữa chị, em cũng chưa phải là người tắm lâu nhất. Thắc mắc lắm anh Linh, vô đứng 20 phút là làm gì? 20 phút là nhanh á. Không phải, tại vì mình tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nói mình xả nước xong cái mình thoa xà bông xong mình xả nước là ra rồi. Còn đứng với chồng là phải làm cái gì đó. Nó mới 20 phút không vậy? À, dân Bình Định. Vậy là vô buồn tắm đi quyền chồng hả? Dạ không chị. Thôi mình đâu tắm nhanh nhanh đi, tắm lâu quá mất thời gian quá em ơi. Tính vậy ra cuộc đời mình tắm hết bao nhiêu thời gian rồi. Không có, khi em cũng tự động tự nhiên đang tắm thì hát hát không tự phiêu tự nhảy luôn nha chị. Nhảy luôn. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Cuồng chó lắm chị. Ví dụ đi xe ngoài đường mà thấy mấy cái xe mấy anh chị khác chở chó mình đi theo. Trời ơi dễ thương quá, đáng yêu quá. Em ráng chạy theo để em nhìn chó vậy hả chị? Trời ơi, đang chạy xe ngoài đường mà cũng đi theo chó vậy. Chó vậy đó hả? Có khi nào thấy cái anh nào giống như chó vậy mà mình chạy theo chưa? Dạ không, dù lo thấy trai đẹp mà đi cùng đường thì chắc cũng chạy theo luôn, ngắm luôn á chị. Như trai đẹp cũng ngang hàng với chó thôi hả? Bây giờ không có trai đẹp, giờ phải quay quay yêu chó thôi chị. Sao em trai... nghe của bạn gái kia nói chuyện vậy em cảm nhận thế nào? Ấn tượng lắm ạ. Ấn tượng đúng không? Dạ, thấy chó em thích mèo. Mèo hả? Có lúc em nuôi 10 con mèo anh. Không, anh gặp cái lạ đó. Có giờ đi đường thấy mèo chạy theo không? Cũng có đôi lúc. Vậy là thích mèo hay thích gái? Không, cái đó thì cũng ngang bằng. Ngang bằng. Cặp này cũng xứng. Thôi mình nói chuyện về tình yêu chút xíu đi bạn. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì nói thật với anh luôn thì không giấu giếm hết á. Em này thì... không có giấu giếm, nói thẳng hết. Chính thức là 4. 4. Nhưng mà chưa có mối tình nào mà qua 6 tháng. Bạn có tìm ra một nguyên nhân nào chưa? Nguyên nhân cũng tại vì lúc đó thì em trẻ quá, chưa suy nghĩ chín chắn được. À. Bây giờ thì cũng lâu rồi, em cũng muốn có một mối tình mà nó gọi là nó bền vững chút xíu để mấy đi tháng? 6 tháng rưỡi. có thể là chọn đời. Đó. Ta phải rút kinh nghiệm từ những mối tình đó để bù đắp cho mối tình sắp tới đây ha. Nhưng mà bạn nam có ưu điểm khuyết điểm gì không? Tại mình nghe nào cũng chưa tới 6 tháng nên mình hơi lo. Dạ, ưu điểm của em là em ăn nhiều lắm. Cái lần em ăn tới 2 lon gạo mà nấu. 2 lon. Nên giờ mới vậy này. Anh ăn có nửa lon mà sao cũng bự dữ vậy ta? 2 lon là nhiều lắm á. Em thì em biết hát hò, biết làm thơ. Đâu thử làm vài câu thơ tặng bạn gái thử coi. Thì hôm qua em có ngồi ngẫm nghĩ. Em viết bài thơ em ghi đây. Em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả và bạn gái ở đây nha. Dạ, cảm ơn ạ. Gặp được nhau sau tấm màn chi kỷ, thổn thức con tim phải tìm phải mượn. Mượn Quyền Linh sơ duyên ta hạnh phúc, mượn Cát Tường dẫn lối cho đôi bên. Mượn quay phim ghi hình ảnh đẹp nhất, mượn chủ nhật phát sóng tình đôi ta. Mượn nụ hoa gửi trăm niềm thương nhớ, mượn con thuyền chở triệu triệu giấc mơ. Mượn sóng vỗ ngập tràn tí yêu thương. Có hiểu lắm, nhắc chỗ nào mượn cái gì cũng được nhưng đừng mượn tiền là được nha. Sao em cảm nhận bài thơ ảnh tặng cho em như thế nào? Dạ cũng lãng mạn cũng dễ thương chị, em cũng giúp người thuộc người lãng mạn á. Mình có tấm lòng mình bộc lộ ra để kiểu lãng mạn thì em cũng bạn trai có lãng mạn không em? Dạ có chị. Bạn nữ mình có đặt ra một cái chuẩn bạn trai mình mong muốn tìm kiếm như thế nào không? Dạ ngoại hình là em thích bạn nam cao trên 1m7. Bên kia cao nhiêu? 1m71 chị ạ. Rồi được. Em không thích con trai xòe xòe sao không được, áo quần lửng áo thun mang giúp lào sạch 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 chị. Dạ, đi hẹn hò hoặc là đi chơi với bạn nữ thì nên chỉnh chu xíu. Đúng rồi đúng rồi. Dạ với lại không thích con trai hút thuốc với lại nhậu nhiều.
hút thuốc thì không, mà anh nhậu thì chắc có ít. Dạ, em biết là đi làm thì mình phải nhậu nhẹt nào đó để mình tạo mối quan hệ. Thì nhưng mà đừng có phải là ngày nào cũng nhậu, hoặc là kiếm đi kiếm độ nhậu để nhậu với bạn bè sau đêm suốt sáng. Em không thích như vậy. Bạn trai cảm giác mình đạt được cái tiêu chí đó bao nhiêu phần trăm? Dạ, ngoài cái anh nhậu ra thì được hết đó chị. Vậy cũng được. Được hết luôn hả? Được hết á. Hay quá. Anh nhậu thì giảm bớt thôi. Bây giờ không thích gì ở người phụ nữ nè. Nói từ qua tôi coi coi được không? Dạ, em không thích là người phụ nữ là hơi vô duyên. Ngồi mà gác chân lên bàn để chân xoay qua xoay lại là coi như là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó ha. Đó. Rồi phụ nữ mà nó nhiều. Nó nhiều. Cô chị không đâu nó nhiều lắm đâu. Rồi, còn gì nữa? Cũng sơ sơ vậy thôi. Sơ sơ vậy thôi ha. Để qua chuẩn mình là chuẩn luôn. Chào anh. Dạ. Chào cô gái xinh đẹp. Chuẩn không? Anh dạ. Đây thì cũng trai thế á. Đẹp trai. Chuẩn của anh hay chuẩn của em anh đâu biết được. Chuẩn của anh. Không, mà em nghĩ là nếu mà từ góc độ nhìn của anh thì chắc là đẹp trai đó. Ta tin tưởng anh Quyền Linh đó mà. Dạ. Ta nói rằng phụ nữ Bình Định là dữ dội này kia. Anh cái bài thơ mà con gái Bình Định cầm roi roi đi quyền là nói là con gái biết múa võ, năng động khỏe khoắn thôi, chứ em là người cực kỳ ghét bạo lực anh. Ai mà làm em bực hoặc là làm phiền em nhiều quá thì em chửi thôi, không có đánh đâu anh. Thôi vậy đi ha. Dạ, được không? Nhà gái được không? Được, nhà gái được, dễ thương. Rồi. Nhưng mà để tôi qua tôi coi chứ, nhiều khi vậy mà lên đây mà bận đồ xề xòa là coi như mất điểm là hên xui đi. Sao? Chào chị. Ồ, được, lịch sự. Có tật xấu gì không? Tật xấu em à? Thì lúc mà em đi làm về mệt á, em ngủ em hay bị nghiến răng. Sao em biết? Có bạn em ngủ chung mới nhắc lại. Nhiều hôm mà em nằm ngủ sáng mai nằm dưới đất là hiểu á. Ủa là sao? Nó đạp xuống cái gì? À vậy hả? Rồi em hay lo xa lắm. Lo xa là lo gì? Ví dụ như đang ngồi mà thấy bạn gái nhắn tin nữa là em nghĩ ngay nhắn tin với thằng nào đó đó. Cái đó không phải gọi là lo xa. Cái đó là người hay nghi ngờ, ghen tuông. Lo xa hoặc, tưởng hoặc đó là bây giờ mà lo cho tương lai của năm sau, năm hoặc sau. Hoặc là nếu mà tổ chức tiệc tùng đó mà chưa ăn em sợ thiếu rồi. Thì cái đó lo xa cũng đúng. Hay ghen lắm hả? Ngày trước tôi bây giờ thay đổi hết rồi. Ví dụ bạn gái đi làm, bạn gái cũng trẻ đẹp. Rồi bạn gái thích nhảy, thích khiêu vũ. Ví dụ như nó ôm anh nào khiêu vũ một bản nhạc gì đó thì em... Không, tùy tình huống. Cũng ghen dữ lắm là chưa hết đâu mà hết. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với anh của em và một số bạn đồng nghiệp. Anh ruột hay là anh họ? À, anh họ. Anh họ. Rồi, xem ý kiến anh họ thế nào. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Về Phong thì hồi nãy Phong rung quá nên không nói được. Cái điểm rất mạnh của Phong đó là Phong nấu ăn rất là giỏi. Dạ. Thứ hai nữa là Phong có một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Còn về bạn nữ bên này thì bạn nữ rất là dễ thương. Thì rất mong hai bạn là cho nhau cơ hội để mà mình tiến tới nó xa hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ, hôm nay em đến với bạn tên là Nguyên, là vừa là cháu họ, vừa là bạn cùng trọ của em luôn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì về chị Nhã là người rất là biết quan tâm và nấu ăn cũng rất là giỏi. Nhiều lúc thì cũng hơi kỹ một tí. Còn về anh Phong, thấy là về ngoại hình thì chắc là đạt cũng 80-90%. Có đeo đồng hồ và mang giày, không ai giúp lao. Ủa có đeo đồng hồ, có mang giày, ủa đeo đồng hồ là dạ. Tiêu chuẩn luôn á hả? Dạ không, dạ. Thích con trai mang đồng hồ, nhìn nó kiểu rất là có phong cách đó chị. Ồ, dạ. Cảm ơn hai bạn. Thôi, kéo màn lên nha, để hai bên gặp nhau cái tính gì tính. Dạ. Anh có bó hoa anh tặng em mà. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Lãng mạn nha. Sau khi gặp anh em có cảm nhận gì không? Dạ, nhìn anh rất là vui vẻ, hài hước. Dạ, em hỏi là ngoài thời gian mình đi làm á, anh rảnh rỗi anh có sở thích gì không ạ? Sở thích rảnh rỗi thì thường là đi làm về mình tự ra chợ mua đồ nấu ăn cơm. Anh có thích một môn thể thao nào hay là thích xem thể thao gì không ạ? Không, anh thích đá bóng lắm. Anh giữ bóng tốt lắm. Giữ bóng mà không ai cầm luôn á. Thủ môn hả anh? Hay là... Giữ bóng. Ủa Linh Sơn giữ bóng sao đá anh? Ờ đó đó đó. Thì ngồi ngoài giữ bóng ngoài đâu vô sân. Ủa như vậy anh có thích xem đá banh không ạ? Hầu như là tối thứ bảy nhật nào anh cũng có thời gian đi coi đá banh. Thích câu lạc bộ nào ạ? Anh thích Real Madrid. Em thích MU anh. Anh cũng thích MU. Sao này anh mới nói anh thích Real mà. Không, nhưng mà hai đội luôn. Cho hỏi là anh có ghét mấy bạn nhảy Hàn Quốc K-pop rồi gì không anh? Anh quẩy thì được chứ nhảy thì thôi. Hả? Bây giờ mở nhạc lên hai bạn quẩy. Quẩy đi. Sao? Muốn nhạc gì? Có nhạc sung làm quẩy à? Rồi. Đó. Đang mùng 3 Tết có cái bài gì xuân 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 không? Đúng rồi. Quẩy luôn. Xuân lên đi. Đi đâu tôi hai tôi buồn buồn hai tôi quẩy chung hai bạn luôn á. Đó. Quẩy. Lớn nhạc lên. Lớn lên. Lớn lên. Lớn lên.
tạm ổn. Dạ. Anh có thích đi du lịch, đi phượt về không ạ? Không, anh thích đi du lịch nhưng mà cũng đi phượt thì cũng không có mạnh dạn lắm, tại vì anh sợ tốc độ lắm. Đi xe 50 km/h à? Ủa, anh đi toàn dưới 50 cây thôi anh. Tại vì xe anh đi rồi cũng tốc độ tối đa 50 à. Thôi thôi giờ mình nói chuyện đám cưới hẹn hò vậy đi. Khi về thì chuyện tiền bạc sao anh? Không phải ta nhảy là ta quên vụ đó đâu. Anh không muốn kiếm vợ để vợ giữ nữa, tại vì anh làm tiền tiêu hết. Tiêu hết, em cũng hơi tiêu nhiều đó anh, có sao không ạ? Không, không phải là cái nghĩa là tiền em kiếm về á để nhận được bao nhiêu hết, nó đi hết bỏ ngân hàng hết. Em dạ. Em có một cái yêu cầu gì đặc biệt đó anh không? Thì em cũng nói thiệt là em từ trước giờ chưa quen ai hết, thì đến nước chương trình hôm nay là em cũng xác định là nếu mà tiến xa được thì sẽ đi đến hôn nhân luôn. Anh mang tặng em là bó hướng dương, cũng dạ. Ý riêng của nó tượng trưng cho sự chung thủy của tình yêu. Trước kia anh quen bạn gái thường thường là cứ quen xong là người ta đi lấy chồng hết à? Thì anh cũng hy vọng rằng khi nếu mà có hội quen em thì em cũng sẽ đi lấy chồng, nhưng mà không phải vợ người ta mà là vợ của anh. Chúng ta có 3 tiếng đếm đi quyết định. Hôn nhân là một chuyện rất là hệ trọng. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi cái đã rồi nói chuyện nè. Bạn gái rất là thật tình. Bạn gái thì mới đếm tới 2 thì đã bấm nút rồi. Nhưng bạn trai thì có vẻ hơi chậm chậm. Lý do tại sao vậy? Bấm 3 bấm luôn mà nó lỡ nhỉ. Làm hồi hộp quá bạn ơi. Làm cái hồi hộp. Rồi thôi tặng quà đi. Mình hung cái đi cho nó hết hồi hộp cái đây. Nhanh đi cho lỡ nhịp nữa lần. Em thì muốn nó mình biết bạn không? Không nhẹ cũng được. Không nhẹ cũng được. Không biết hung nặng là hung sao nữa. Cái đó nhẹ hay nhẹ chị? Nhẹ. Dạ. Em là người sống tự lập từ bé. Đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình. Em chỉ mới mức độ là thích tương phương thôi. Khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Gần giống bạn, yêu đơn phương thì cũng có nhiều. Nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu đó. Mẫu người của em thì em mong muốn là bạn đó dạ phải biết uy tín nè. Dạ, tại vì em làm máy, em hay phá máy lắm, nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Mời nhà trai. Thôi, mời đi dạ. Em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai hãy giới thiệu về mình cho bạn gái cùng nghe luôn. Đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Chào bạn gái bên kia và gia đình bạn gái cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trương Quốc Trình, em năm nay 33 tuổi, em đến từ Nghệ An ạ. Trình làm công việc gì? Dạ, công việc của em là kỹ sư thiết kế kỹ thuật đồ gỗ nội thất xuất khẩu ạ. Hiện em đang làm việc cho một văn phòng đại diện của anh ở Bình Dương ạ. Nhà mình ở Bình Dương có chưa? Không, em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương nhưng em chưa có nhà, nhưng mà em có mua đất ở dưới đây. Mua đất Bình Dương rồi. Dạ. Giờ có vợ là có đôi khi xây nhà rồi ha. Dạ. Thôi, mời rồi. Nhà gái. Chúng mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Và chào toàn khán giả trong trường quay và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Nguyễn Ngọc Châu, hiện em 34 tuổi và đang là giáo viên mầm non công tác ở quận 1 ạ. Bây giờ thì Trình nói cho Châu biết về một số cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Về tính cách của em thì em là một người khá là điềm tĩnh và hiền lành. Em thì hòa đồng và sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ, lo lắng và suy nghĩ cho người khác, cho gia đình, người thân ạ. Tốt. Ưu điểm của em thì em là người sống tự lập từ bé. Thì đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình rồi. Có khuyết điểm gì không Trình? Dạ, khuyết điểm thì em hay suy nghĩ một chút ạ. Suy nghĩ. Với lại dễ tin người. Em có một cái nữa là có hút thuốc nhưng mà đang bỏ. Dạ. Bỏ bớt đi. Dạ. Thôi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh, ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ, hòa đồng, làm việc cũng chăm chỉ. Khuyết điểm của em á thì là em có tính là hay quên và nhiều khi cũng hay thích đi lòng vòng á, lái xe đi lòng vòng không biết làm gì á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Lý do tại sao?
Dạ thì thứ nhất thì cũng là do công việc á, công việc môi trường của em thì tiếp xúc với lại nít, chủ yếu là nít là nhiều. Môi trường làm việc thì không có nam. Phải chăng là em cũng có khó tính chút, có kén chọn chút đúng không? Dạ, dạ cũng không khó lắm. Cũng có gặp nhiều nhưng mà em chỉ mới mức độ là thích thích đơn phương thôi. Vậy mình thích xong rồi cái người ta đi lấy vợ luôn. Ồ, không chịu nói ra đúng không? Cứ đơn phương âm thầm vậy đó. Thích dạ, ai có... mà lấy vợ hả? Dạ có lúc lạ nói, có lúc nói, có lúc không, nhưng mà khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Thôi thôi. Dạ. Thôi nguy hiểm nha. Chúc hôm nay em có thích em cũng đừng nói nha. Để anh nói giùm cho. Thôi mời Trinh. Bên kia chưa có mối tình nào, còn Trinh mấy mối tình? À, em chắc là cũng gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Chào em Trinh. Dạ em chào chị. Coi như cũng chưa có mối tình nào đó. Thôi coi như trời cũng muốn cho tụi em hôm nay gặp nhau đó. Em muốn có một người yêu thế nào, nói cho bà mối bà biết đi. Để tôi coi. Dạ. Tôi xe duyên coi sao nào. Em thì không có tiêu chuẩn gì nhiều về người yêu, chỉ cần dễ nhìn tí là được. Còn với lại tính cách thì phải biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Em mong muốn cái ngoại hình của người con gái người yêu của em sẽ như thế nào? Nói chung là dễ nhìn một tí, gương mặt phúc hậu. Cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không đòi hỏi cao, bởi vì em cũng không có cao nên chỉ cần 1m55. Ờ vừa vừa được rồi. Dạ, ha. Vừa vừa. Rồi người mình dây hay là mình ống chỉ? Mình ống chỉ. Dạ, là sao? Thon gọn là được chị. Của Vân là hơi ống chỉ đó. Thân hình ống lưu có. Được rồi, để là qua em sao? Muốn tặng bạn gái một bài sáo được. Ok. Khoảng giống như là chương chi thổi sáo vậy đó. Nghe, để anh hỏi bạn gái trước, sau đó rồi bạn gái nói chuyện đi rồi bắt đầu em thổi sáo. Coi bạn gái hình dung em như thế nào. Ôi chào em gái. Dạ em chào anh Nguyên Linh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ mẫu người của em á thì em mong muốn là bạn đó không có gia trưởng. Và có việc làm ổn định và thông cảm được cho cái công việc của em. Gì nữa không? Dạ phải biết vi tính anh. Biết vi tính hả? Dạ. Cũng chi vậy? Dạ tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm, nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Em cũng làm việc văn phòng, em cũng làm thiết kế nhiều nên cũng biết một ít về cái sửa máy tính. Được. Ngoại hình á, em nghĩ là cái người bạn trai của em phải ngoại hình như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì cao hơn em, không có hói là được. Rồi, có người buồn nữa. Cái chương trình này mình né chữ hói á. Hói là tiện đăng vui chật buồn liền. Thôi, thổi sao đi. Thôi nói sao. Mà thương á. Em biết bài này không? Cái tiếng sáo nó ma mị đi. Quá. Em cảm nhận thế nào, em hình dung thế nào về chàng vừa mới thổi sáo? Bạn bên đó chắc là người thích lãng mạn. Hình dung thử cơ, người bạn ấy ra sao? Dạ chắc là ốm hơn em. Đúng rồi, thổi sáo riết rồi em. Thổi riết rồi nó ốm vậy đó. Mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với lại em gái của em. Dạ con xin kính chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh. Rồi xin chào. Chào anh và chào quý khán giả có trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chị gái của em là giáo viên mầm non cho nên là tính tình rất là dễ thương, rất là yêu thích con nít. Thì không biết là anh có thích con nít không ạ? Anh thì rất thích con nít ạ. Dạ. Và chị em cũng có một đam mê về thể thao nữa. Không biết là anh có chơi thể thao đánh cầu anh, không ạ? Anh có thể chơi được các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, anh đều chơi được. Dạ, nếu vậy thì quá tốt ạ, tại vì chị em rất là đam mê về cầu lông.
Thì em cũng rất là hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ cho nhau cơ hội để mà có thể tiến tới tìm hiểu với nhau ạ. Ủa nó nghe nè con. Dạ. Tôi thấy con quen lắm á. Hình như là thì đó con có tham gia chương trình rồi nè. Dạ. Đã, mới đây nè, rồi cái tình yêu tiến triển sao rồi? Dạ, dạ hiện tại thì tụi con vẫn đang là bạn với nhau ạ. Rồi. Dạ. Vậy là hôm con tham gia chương trình là chị con ngồi với nói chuyện đúng không? Dạ đúng ạ. Trời ơi, tôi làm mai nhiều quá, tôi nhớ quen lắm luôn. Mà không biết gặp ở đâu. Thấy có duyên quý vị. Cảm ơn em. Em lên ngồi ghế đó, chị góp ý. Bây giờ chị lên rồi tới em nữa. Rồi ở nhà còn ai vô đây hết luôn đi nha. À, dạ nhà có hai chị em thôi. Hàng xóm có ai cũng kéo lại đây hết luôn đi nha. Ai chưa có gì lại đây hết. Dạ. Thôi, đấy là duyên rồi ha. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với gia đình nhà cô, nhà em với các em của em. Rồi mời gia đình có ý kiến ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào cháu. Chào quý vị khán giả. Tôi là cô của cháu Trình. Cháu của cô là sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Mong lên được chương trình đấy rồi thì các cháu cũng là người trưởng thành, thì cô cũng mong muốn là hai cháu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới sâu hơn. Cháu gái bên này thì cô thấy cũng hiền, phúc hậu. Cháu là nuôi dạy trẻ thì là cô cũng rất vui, mong cháu là cho nhau một cơ hội để hai cháu tiến tới được xa. Cảm ơn cô. Có lẽ Trình đang rất là xúc động đúng không? Tại sao vậy Trình? Trình có thể chia sẻ một chút về cái những cái cảm xúc của Trình như vậy. Trình nè, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tại em hồi nhỏ thì tuổi thơ của em không có được gọi là được như các bạn khác, thì em sống vì ông bà chú mợ. Mặc dù thì ông bà chú mợ thì cũng tốt thôi, nhưng mà em cảm thấy thiếu đi hơi ấm của gia đình. Em nhắc đến gia đình em xúc động. Yên tâm là sau chương trình này nếu mà tụi em tìm hiểu và yêu nhau á, thì tụi em sẽ có một cái gia đình riêng của mình, gia đình nhỏ. Và lúc đó thì chắc chắn là em sẽ là cái người chồng tốt, một người cha tốt. Bởi vì em không bao giờ muốn vợ của mình cũng như là con của mình sẽ thiếu đi những tình cảm mà em chưa từng có. Dạ, chắc chắn rồi chị. Chắc chắn là như vậy em, cho nên chắc chắn là em sẽ làm. Rồi, chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua. Rồi gia đình hai tiếng thiêng liêng đó nó cũng sẽ đến với ta và nó ở với ta thôi. Đúng rồi. Quan trọng chúng ta bảo vệ chăm sóc gia đình như thế nào. Mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Trình. Xin lỗi em, anh hơi xúc động này. Dạ không. Kiểm được mặt. Hôm nay đến với chương trình như đúng cũng là cái duyên. Dạ. Anh có món hoa, bó hoa tặng em thì có một món quà tặng em, mong em sẽ luôn đẹp như bó hoa. Dạ em cảm ơn anh. Đến đây em cũng có món quà nhỏ tặng. Đây đây, đưa chị cầm hoa giùm. Rồi mở quà đi. Đây là mỹ phẩm này thì anh cũng không biết là có hợp em không, nhưng mà anh thấy con gái thì ai cũng thích mỹ phẩm. Dạ em cảm ơn. Rồi Trình mở cái đó ra. Anh xem hoa quà của em nhé. Dạ. À một quyển sách. Lúc đầu anh cũng có ý định tặng em một quyển sách. Thật là trùng hợp thì em cũng. Dạ. Dạ còn một món nữa. À. Nhưng mà tí xíu anh hãy lấy ra. Rồi bây giờ mình xóa tan đi cái bầu không khí trầm lặng chút xíu. Trình hát tặng cho bạn gái một bài đi, đứng đó hát tặng cho bạn gái một bài cho nó. Hồi nãy em nói nào. Đó. Anh sẽ tặng em bài hát Ánh Nắng của anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ủa sao giống ca giống Đức Phúc quá em. Trời ơi thổi sáo hay hát đi. Hay em không có giỏi hát cho lắm, em chỉ giỏi nuôi ăn thôi à.
Rồi. Em nuôi rất là giỏi. Thôi rồi đó, vậy là em đó, em cái đó hay đó. Cố gắng nuôi bạn này sau bự lên chút ha. Nuôi cho anh tròn trong em là được. Nếu lúc đó về không biết là em tròn hơn anh nữa. Hẹn hò thế nào? Em thì hiện tại đang đi học thêm tiếng Anh vào 3 năm 7. Tranh các ngày đó ra thì các buổi tối là đều dành, có thể dành cho em được. Dạ, thì em cũng có cái lịch tập á, em hay đi chơi thể thao á, em hay lịch tập là 3 năm 7 á. À. Thì những ngày còn lại thì em trống. À. Dạ. Thì những lúc nào đó thì nếu mình em rảnh được dạ. Thì... Vậy là cùng được là rồi 3 năm 7 hả? Dạ. Dạ. Vậy là 2 thứ 6 là ba hai đứa đều rảnh đúng không? 2 thứ 6 chủ nhật. Là 2 thứ 6 chủ nhật nữa nghe. Còn chủ nhật nữa chị. Vậy em hỏi anh là anh sống nội tâm vậy, nhiều khi em á là chơi với nít quen rồi đó, đôi khi em cũng giống nít lắm, thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận vậy á, về tưng tưng hơi tưng tưng, có gì không biết anh chịu nổi em. Ôi. Không anh không phải là tưng tưng nhưng anh cũng là người khá là hài hước đấy. Dạ em cũng hài lắm à. Thử em xem đây là một cậu bé lớp của em đi. Dạ. Em sẽ làm gì? Bé mới đến lớp thì em sẽ hướng dẫn bé cách rửa tay á. Vậy hả? À? Dạ. Hướng đi. Dạ thì trong trong đó còn một món quà nữa anh. Nữa hả? Dạ thực hành luôn. Thực hành luôn. Dạ. Đây hả? Có lấy là nước rửa tay, keo rửa tay khô anh. Bây giờ mình lấy một ít. Rồi. Dạy cho bé rửa tay hả? Dạ, em dạy cho bé rửa tay. Rồi bây giờ con làm theo cô nha. Con làm này không được cô ơi. Không, bây giờ con xoa như vậy cho đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuốt viết chì nha. Tưởng tượng đây là viết chì nha. Rồi bây giờ mình chuốt nè. 1, 2, 3 1. Đến theo cô nè. 1, 2, 3 Mình xoay nhanh. 1, 2, 3 Rồi bây giờ mình đổi tay. Khổ quá rồi. Chuốt gì xoay như vậy dễ mà. Rồi cái này chuyển qua cái này dễ hơn nè con. Bây giờ mình tưởng tượng đây là cầu tuột ha, mình tuột ha. Rồi tuột nè. 1, 2, 3 Đổi tay. 1, 2, 3 Bây giờ mình tuột ống nè. Xe tóc bạc. Mình tuột nha. 1, 2, 3 1, 2, 3 Rồi bây giờ mình sẽ chà tay nha. Con đan tay vào nhau. Rồi bây giờ mình chà. Cái này giống như chồng cô biết đó coi. Đúng rồi. Bây giờ mình bạn mới lên lớp là phải như vậy. Rồi bây giờ nè, trận cuối cùng là mình bắt đứa cam nè. Bây giờ mình tưởng tượng nha. Cái cam nè. Rồi bây giờ mình bỏ cho lòng bàn tay bắt đi. 1, 2, 3 1, 2, 3 Rồi xong. Dũng. Vậy hai chồng chơi này hoài vui. Được đó. Về lúc nào mà hai đứa giận nhau chơi này vui nè. Bây giờ hai đứa tay sạch rồi nắm tay nhau đi. Nào Trình. Dạ. Nắm hai tay luôn. Trình nhìn thẳng vào mắt Châu. Cảm nhận nãy giờ qua cuộc đối thoại, Trình trong lòng của mình thấy thế nào? Thì anh mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Tất nhiên là chúng ta tìm hiểu, còn về tương lai thế nào có đến được với nhau hay không ấy, thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta mới biết được những tính xấu và khuyết điểm của nhau. Bởi vì không phải là ai cũng hoàn hảo cả. Nên ở đây chúng ta chỉ là cái duyên để đến gặp ở đây thôi. Còn trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì biết đâu đó em sẽ thấy anh những cái xấu nữa hơn nữa nó rời ra thì em lại không chấp nhận anh. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau thôi. Điều đấy là anh sẽ rất cảm ơn. Dạ. Rồi cảm ơn em. Bấm đi nè, đang ngồi để bấm nè. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Có thời gian. Bấm rồi. Hai cái nhập tập cùng lúc luôn rồi. Đấy, tay đã xen vào tay. Trò, hồi nãy cô kêu trò rửa tay rồi đó. Rồi bây giờ sạch cho nên cấp. Ừ, rồi bây giờ á, trò đóng mọc lên má của cô đi. Em cho anh hôn em. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chào em. Em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Thị Huyền Trang. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. À, em làm về cái gì em? Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên cấp 3. Dạy môn gì? Dạ, em dạy môn hóa học. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Phường, đến từ Đắk Lắk. Em là đại diện thương mại cho công ty, một công ty Nhật Bản, chi nhánh ở Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk luôn. Dạ. Đắk Lắk qua Đắk Nông cũng gần. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 chị ạ. À, tại sao mình lại đến với chương trình? Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Dạ chắc là do duyên của em chưa đến đó chị. Mình đã có bạn mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. Tình thứ nhất của em thì lúc đó em mới ra trường, nên là lúc đó còn non trẻ nên là bồng bột lắm ạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Bạn trai thì sao? Mình đã được bao nhiêu mối tình rồi? À, em cũng được 2 mối tình rồi. Cũng là đều giáo viên hết. Tao nói bất quá tam ba bận, lần này là phải tới luôn nha. Dạ. Nhưng bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cần cái sự đồng cảm, sự chia sẻ được. Và cái thứ hai là cần cái sự thủy chung. Về ngoại hình? Em nói chung là ưa nhìn là được. Bạn nữ, bạn tìm một người nam như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người nam chín chắn, nghiêm túc, biết cách nói chuyện, biết chia sẻ công việc nhà với vợ và có chí tiến thủ trong công việc ạ. Về ngoại hình thì mình có... Dạ, về ngoại em chỉ cần dễ nhìn là được và cao hơn em là được ạ. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em đó là luôn nỗ lực trong cuộc sống. Còn mọi người nhận xét em là luôn vui vẻ và rất là thích em vào bếp nấu ăn. Và khi đi dạy thì em thích đọc những cái bài thơ mà liên quan đến hóa học giúp học sinh dễ hiểu bài hơn ạ. Bạn trai, bạn có muốn nghe cô giáo đọc thơ về hóa học không? Dạ, có ạ. Dạ, như vậy em sẽ tặng chương trình và anh một bài thơ tình về hóa học ạ. Nếu anh là bazơ, em xin làm axit. Để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Em thích làm axit, có vị chát, vị chua, như hương vị tình yêu, không ngọt ngào, đầm thắm. Tính cách em quái lắm, đâu chỉ một proton, em cứ mãi lông nhông, đi tìm OH khác. Anh phải dùng xúc tác mới tách được em ra, để dắt em về nhà, xin lời bình hai họ. Em biến quỳ thành đỏ, anh biến quỳ thành xanh. Hai chúng ta làm lành, tình yêu ta sáng mãi. À, có đáp lại một cái món quà gì không? Dạ. Ca múa nhạc gì đó, đọc thơ gì đó. Em rất là kém cái vấn đề là nghệ thuật. Em mà em hát giỏi về cái gì nhất? Em chỉ chơi được mấy môn thể thao. Em thường đá bóng với bóng chuyền với võ thuật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì ví dụ như là hôi chân. Đó là khi mình mang giày mình bít bí vô mình mới hôi, hay là bình thường không có gì hết nó cũng hôi? Dạ không, do mang giày bí quá nó mới hôi là chị. Dạ. Bạn học võ thuật hả? Dạ. Có biểu diễn một đoạn nào đấy? Xưa thì em có học võ cổ truyền thôi, nhưng mà giờ em đam mê gọi là boxing. Qua tôi coi với chứ. Rồi. Thì em xin từ nha, cô Dương đánh vô mặt chị Tường á. Dạ. Đó, nhớ đánh chị ra đó nha. Dạ. Không sao, lỡ cũng không sao đâu. Bắt đầu. Dạ. Bên trái, tiếp tục. Dạ, chị cần. Thôi, thôi được. Đánh lại người kế bên không? Dạ, em không dám, chị Tường là thần tượng của em. Cho em bắt tay chị cả. Rồi, bắt tay được, bắt chân chết luôn ha. Dạ. Mà xuống. Ủa giờ bạn gái bạn không thích hôi chân rồi sao? Dạ cái đó thì em biết là tiểu phẫu được khoảng cỡ mấy triệu thôi. À vậy hả? Vậy dạ. Sau đó giờ không làm? Bởi vì không phải là không làm, nhưng mà cái đó cũng không có tốt. À. Dạ mình ngắt cái tuyến mồ hôi đó đi thì nó lại ra nơi khác. Ví dụ là ra đầu hoặc ra ngoài da. À. Cái đó thì do không có đơn giản xử lý được mà. Về nhà cứ ngâm rửa chân. Ngâm nước muối đó, rồi là xong thôi. Rồi giờ ok, dạ. Vấn đề gì nói cho vui vậy thôi. Vậy em không thích cái điểm nào ở người bạn gái nhất? Dạ. Người vợ mình nhất? Em không thích ở người bạn gái nhất là cái tính hay nói một cái việc mà nói đi nói lại nhiều. Bây giờ mình đã quyết định tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng tùy vào cái độ chín của cái tình cảm giữa em với bạn nữ đó là như thế nào thôi. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ gia đình thì cực kỳ hối thúc. Dạ. Mình có làm dâu không bạn? Thế thì nhà em có một mình em con trai, sau hai em gái. Nhưng mà em thì tùy bạn nữ, bởi vì em cũng có mua đất đai riêng rồi. À, nếu như vậy thì mình có thể xin việc được cho bạn nữ chuyển qua bên đây được không? Nếu dạ. Không được thì bạn nữ ở nhà nội trợ mình có thể nuôi được vợ con mình không? Dạ được, cái đó thì chuyện bình thường của em thôi. Nhưng mà cái em nghĩ thì phụ nữ cần làm trao đổi giao lưu với những đúng rồi xung quanh môi trường. Hỏi bạn nữ có ai lấy vợ gì bắt dạ. Vợ ở nhà, ta đang là giáo viên mà. Không thì mình phải hỏi hết ý vậy mà. Bạn nữ có chịu qua làm dâu ở bên Đắk Lắk không? Dạ em làm dâu được ạ. Em rất thích được làm dâu và em rất là muốn được quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Dạ, tốt. Hay quá. Dạ. Bây giờ em không thích gì người đàn ông nè? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, giá trưởng. Có da nhăn được không? Chắc là không. Được rồi.
không có gia trưởng ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em có hai bạn thân đi cùng ạ. Rồi. Dạ, đây là bạn của em học chung đại học với em, hiện tại đang làm giảng viên ở đây ạ. À, dạ. Rồi chào bạn. Dạ, chào, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường ạ. Rồi, đáng lọc. Dạ. Chú Quyền Linh á, thấy cô vui lắm. Dạ. Nhận xét về anh bên này á thì chắc là được 9 điểm rồi. Wow, 9 điểm là quá bạn, cao. Bạn mà chấm vậy là nói chắc em chịu rồi. Giáo này gì mà chấm rộng rãi dữ vậy? Hay là vậy dựa trên cái cơ sở gì mà chấm rộng vậy em? Thứ nhất là thấy cái chiều cao của anh cũng đạt, rồi nhìn cũng phúc hậu, điềm đạm. Công việc thì cũng ổn định. Tại vì từ thành phố Buôn Ma Thuột về chỗ anh Trang làm thì là 60 cây. Ví dụ như là thu xếp được thì làm việc được, hẹn hò được và có thể tiến tới hôn nhân ạ. Rồi, cảm ơn em. Quá chuẩn xác ha, bạn dạ. Nhận xét quá chuẩn luôn ha. Có đi với ai không? Dạ, có, em đi với anh họ. Theo đánh giá của mình á, thì bạn này rất là xinh. Đầu tiên là rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Thứ hai là những cái điều mà bạn nói và yêu cầu về bạn trai á, thì mình thấy là hầu như là Phượng là đáp ứng những yêu cầu của bạn được. Thứ nhất là Phượng cũng có chí cầu tiến, thứ hai là về nội trợ cũng nấu ăn rất là ngon. Dạ. Tuy là vẻ bề ngoài có vẻ là hơi lạnh lùng nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì Phượng là con người rất là tình cảm. Anh chấm thử điểm cô giáo bên này đi anh. Chắc là cũng phải xem 9.5 á chị. Dạ, này hai giám khảo này chấm dễ quá. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây đó giờ kéo mạng lên. Ý kiến tham khảo thôi ha. Dạ. Còn chính quyết định vẫn là do mình. Kéo mạng lên. Hai bạn có thể có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Dạ, em chào anh. Dạ. Có dạ, em chào anh ạ. Dạ. Em mà hỏi trước đi. Khoảng cách giữa em và anh cách nhau 60 cây. Nếu như vậy thì anh sẽ tìm hiểu em như thế nào ạ? À, anh sẽ thu xếp được là một tuần ít nhất là xuống một lần. Dạ. Bởi vì cũng thực tế là cái công việc của anh cũng nó hơi nhiều nhưng mà anh hứa là một tuần ít nhất là xuống một lần, còn không thì bữa nào mà tối được thì sẽ xuống. Tùy theo cảm hứng em dành cho anh á. Nhiều khi tối nào anh cũng xuống. Anh cũng đến đây là xác định thì gọi là mình cũng lớn tuổi rồi, anh tính dạ. Là cũng để là lập gia đình. Những cái sự mà chuẩn bị cho quá trình lập gia đình thì anh cũng gần như là hoàn thiện, chỉ có thiếu cô dâu nữa thôi. Nên là anh cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì được em đồng ý và chấp nhận. Em nghĩ thì hôm nay chương trình đã là nhịp cầu nối cho anh và em gặp nhau. Thì đó là cũng là một cái duyên gặp gỡ. Theo em thì cả em và anh cùng cho nhau một cơ hội để hai chúng ta có thể tìm hiểu. Nếu như chúng ta mà hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn ạ. Đúng rồi, hết thời gian. Đắk Lắk và Đắk Nông có đồng ý bấm nút hay không? 3 tiếng đếm sẽ biết điều đó. Bắt đầu. 1 2 3 là hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Em có một cái định hướng riêng, mua được một mảnh đất. À, có mua đất mới được cưới đúng không? Nếu như mình yêu cầu hoàng nữ có miếng đất thì có đất là hoàng nữ góp tiền để xây nhà thì ok. À. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời em giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng bạn trai bên kia, cùng khán giả trong chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến, năm nay em 24 tuổi. Em quê ở Biên Hòa, Đồng Nai, hiện đang sống tại quận 7 và làm việc quận 7. Nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc tại một công ty may mặc. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn phòng kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Anh xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay 30 tuổi. Em tới từ Quảng Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại em đang làm kinh doanh bất động sản. Rồi, bạn gái chia sẻ chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của bạn đi. Ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, cũng có tính tự lập, thích kinh doanh. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không giỏi lắm. Nhưng mà những món mà em thích đó, thì em nấu được. Vậy được rồi, mình nấu món mình thích thôi. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên lúc em là sinh viên năm 2 thì chia tay vì em muốn được tự do, mà cái bạn đó thì hơi quản lý mình quá. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây 1 năm, lý do là tại vì
bạn ấy không có bỏ được thuốc cái gì, dù có thích bạn mấy nhưng mà lý trí cái hồi em thôi quyết định chia tay. Chết rồi, em hỏi bạn trai bên kia có hút thuốc không? Bạn trai bên kia có thói quen hút thuốc mà không biết hút thuốc không bạn ơi. Trời ơi, mừng quá. Hay rồi, thế là được rồi, rồi. Đó. Còn bạn trai mình tình trường như thế nào? Em thì là trải qua hai mối tình, mối tình gần nhất thì là quen nhau cũng được bốn năm mấy, năm năm. Chia tay cách đây thì cũng 4 năm. Lý do chia tay thì lúc đó bạn nữ cũng 25, 26. Thì bạn nữ muốn là tiến tới kết hôn. Nhưng thực ra thì lúc đó thì em cảm thấy là mình còn nhỏ và rất là ham chơi, nên là chưa có nghĩ tới mà kết hôn, biết kết hôn mình sẽ làm gì. Với lại trong lúc mà thời gian quen nhau thì cũng có một số vấn đề, nên là cả hai quyết định là dừng lại. 4 năm nay em không có quen ai hết? Dạ đúng rồi. Ở không mình vậy ha? Dạ đúng rồi. Em có ưu điểm gì? Em thì một người rất là đơn giản, hiền lành, không có rượu bia, thuốc lá gì. Em có một cái đặc tính đó là nói chung mình tính toán khá là mau lẹ, mọi người thì rất là thực tế. Còn khuyết điểm gì không? Em thì không có cái tài lẻ nào hết, không có gọi là ga lăng hay là lãng mạn. Bạn gái, bạn có tài lẻ gì không vậy? Theo bạn bè em thì kêu là em hát cũng tạm tạm, nên chắc hôm nay em sẽ hát tặng chương trình một wow, mình. Wow, hay quá. Em sẽ hát bài Ngại Ngùng một điệp khúc rồi ạ. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng qua môn đá hoa, dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngày ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu, muốn nói cùng anh. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn anh đang ôm em tới bên anh để đón phút ban đầu, nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bé lâu, muốn nói cùng anh. Wow, hay quá. Hãy qua coi thằng gái hát hay quá vậy. Dạ. Ôi trời ơi, là con gái. Dạ. Bên kia không biết hát gì trơn, về bổ sung được rồi. Dạ được. Em nghĩ gì về cái việc mà làm dâu? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Không vấn đề. Hiện đại rồi thì em cũng là một người dễ thích nghi với môi trường cuộc sống, nên em nghĩ là cái chuyện làm dâu không lo gì hết ha. Khi nào mới kết hôn được? Dạ em nghĩ là nếu như mà hợp với lại bạn trai bên này thì em nghĩ khoảng, nếu mà sống được một năm còn khoảng là hai năm thì mình tiến hơn. Hai năm vậy? Hơi lâu. Bên kia nó hơi lâu kìa. Cái muốn nhiều, bạn trai em muốn nhanh nhiều. À, nhanh như vậy? Ba mươi năm nay 30 rồi chị. Tại vì như này nè anh, em có một cái định hướng riêng, giống như là mục tiêu cho mình anh. Phải có một chút vốn gì đó, hoặc là mua được một mảnh đất. À, có mua đất mới được cưới đúng không? Dạ, đó là cái sở thích. Dạ, em có sở thích là về đất hoặc là kinh doanh. Nói chung là kinh doanh là em thích. Bất động sản. Dạ, mà. Đúng rồi. Đừng có lo bạn trai. Dạ. Sao không lo trước miếng đất rồi cưới được không? À, ok anh, được anh. Ok, dạ. Được rồi ha. Dạ. Rồi nhớ nha, mua đất là cưới liền nha. Đúng rồi. Bạn gái được đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Có tính tự lập chị, chín chắn, biết quan tâm, đừng có trầm tính, vui vẻ và dễ hòa đồng. Mấy người làm bất động sản vui vẻ lắm em. Có mẫu người lý tưởng không? Đào hàng suốt luôn à. Về tính cách em nghĩ là em thích anh công vinh. Tại vì em coi cái chương trình đó, thì cái chia sẻ của anh em rất là thích cái người đàn ông mà dù người ta đi làm, dù người ta bận rộn nhưng mà luôn luôn nghĩ về người phụ nữ. Mỗi buổi sáng em đều nhắn tin để chúc chị này một ngày tốt lành này này kia. Thì em thấy là thích mẫu người, dạ, quan tâm nên dạ, nên người yêu, nên vợ mình đúng không? Mỗi sáng nhắn thì dạ, chắc cũng mới còn yêu thôi. Về ngoại hình thì em muốn một người mặt đầy đặn, tròn tròn. Nếu mà giống như em thì dễ thiện cảm. Đừng có gầy quá hoặc mập quá. Vừa người thôi, dạ, đúng không? Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai ngoài cái chuyện hút thuốc? Kiểu như da trưởng hay là không có chứng kiến bản thân á. Vừa người, không mập, không ốm. Rất vừa luôn. Vừa. Có gia trưởng không? Không có chị. Đã chuẩn bị những gì rồi mà đòi lấy vợ liền? Nói chung thì giờ cưới vợ thì nếu như mà yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất rồi, bạn nữ góp tiền cho xây nhà thì ok. À, có đất rồi góp tiền xây nhà ha. Sống chung với ba mẹ hay là sống riêng? Sống riêng. À, có cái yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Yêu cầu thì ra thì không có yêu cầu gì, quan trọng là hai bên thấy hòa hợp, thấy thích nhau được. Nãy giờ bạn hình dung bạn nữ bên này là như thế nào? Nói chung là qua cách giới thiệu cũng như chị có nhận xét thì nghĩ là bạn nữ khá là dễ thương. Dễ thương. Có mẫu người nào mà em thần tượng không? Mẫu người em thần tượng thì đóng phim chung với anh đó là Đồng Tiền Sương Máu. Lúc đó có coi phim là chị Trương Ngọc Ánh. Dạ đúng rồi. Thần tượng Trương Ngọc Ánh. Nói chung mình cũng không thần tượng nhưng mà thích là mẫu người phụ nữ hiện đại á, là nói chung tính cách năng động tí. Có lẽ là phù hợp đó. Bên kia mấp mép hơn Trương Ngọc Ánh. Mấp mép lắm, dễ thương lắm. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi.
nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi cùng anh Kế Nghĩa và hai đứa bạn thân của em. Trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh, rồi chào em, chị Cát Tường và chào toàn thể quý khán giả có mặt ở khán phòng ngày hôm nay. Thì về bạn nam bên đây thì anh với lại các bạn ở đây là cùng quan sát và cùng thống nhất về cách nói chuyện đồ thì cũng rất là vui và rất là chân thành. Còn về ngoại hình thì cũng hợp với tiêu chí của em, chưa tính là về công việc đang làm cũng khá là phù hợp với lại cái mà em mong muốn. Thì anh với các bạn đây thống nhất là thấy bạn nam này rất là ok, rất là được. Rồi mà đi với em trai hôm nay em đi tới có hai người bạn và một chị. Rồi cho gặp bên nhà trai gì? Không, chị bạn Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả các bạn khán giả ở trường quay hôm nay. Bạn lúc nãy có kể về cái mối tình đầu tiên bạn á, thì kiểm soát bạn quá đúng không? Thì riêng bạn mình á cực kỳ dễ tính, không biết đây là cái khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa. Thì đó là nên bạn cân nhắc cái đó thôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ kéo màn cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn lên. Có quà chào. Qua nãy giờ thì anh thấy em nói chuyện như thế nào? Nói chung thì giới thiệu thì đấy, em cũng tính cách thì em cũng khá năng động, thích kinh doanh. Thì anh cũng thích những người có tính cách và mạnh mẽ như vậy, có thể là hỗ trợ anh trong công việc kinh doanh tương lai. Thật ra thì anh thì theo đánh giá của các bạn gái cũ thì người khá là vô tâm. Nên là không biết là có thể khắc phục được không. Trời ơi, cái khắc phục chứ. Cái đó thì chắc là phải khắc phục. Cái hình ảnh mà người chồng tương lai của em á nó như thế nào, có giống gì ta? đầu tiên là về ngoài hình có vẻ thân thiện hoặc là giống em một xíu thì em rất là có thiện cảm. Tại hai mối tình trước của em, hai bạn trai đó thì đều có nét giống em cả. Nên thường là em cũng sẽ tình ngay đầu tiên không à? Chứ còn không yêu qua, em không phải là người là mưa dầm thấm lâu. Dạ thôi, hôm nay có thấy tiếng sét ái tình rồi chưa? Cái này thì chắc xíu đó phải biết được. Xíu nữa biết được. Cho em hỏi anh là anh có thích con nít không? Con nít thì tất nhiên là ai cũng thích rồi. Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho bạn gái là gì? Thực ra thì anh là một người không có lãng mạn, nhưng mà có một cái kỷ niệm nói chung mình nghĩ rất là lãng mạn đó là bạn gái mối tình thứ hai nè. Cái đừng có nhắc tôi tình thứ hai. Kể câu chuyện thôi được rồi. Đừng có nhắc lãng mạn đâu, mình từng làm. Cái nụ hôn với bạn gái đó là lần đầu tiên nụ hôn đó là trên cái vòng xoay thời gian là ở Đầm Sen á. Ngày lúc đó đang ở trên đỉnh. Là nghĩ khá là lãng mạn á. Không nhắc chuyện cũ. Chuyện cũ qua lâu rồi không sao đâu anh. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không anh? Thật, du lịch nước ngoài thì quá thích đi chứ. Dạ. Tại vì em cũng sắp có một cái dự tính đi du lịch. Thôi đi Lào, Campuchia cũng được. Tiền chuyến. Mình sẽ hỏi lần đầu tiên ở đâu? Một nơi nào lãng mạn, em thử tính đi em trai. Nơi đầu tiên thì chắc chương trình đã tạo điều kiện là có cặp vé xem phim thì khá là tốt rồi. Bạn phải tự nghĩ ra một cái điều nào đó thật lãng mạn. Qua đây cô gái này cũng rất thích lãng mạn. Nãy nó hỏi lãng mạn, nó kể chuyện cũ xong rồi về lấy giấy xem phim. Theo em, ngoài cái chuyện xem phim của chương trình ra, chúng ta làm cái gì để có một cuộc lãng mạn lần đầu tiên gặp mặt ở đâu nào? Thử xem. Nghĩ tới cái khung cảnh lãng mạn thì em cũng hơi khó nghĩ tới khung cảnh lãng mạn. Thử thử xem. Khung cảnh lãng mạn thì ví dụ như có thể là như bạn nữ là có giới thiệu là ở Đồng Nai cũng không cách xa thành phố lắm, thì ví dụ như một ngày đột xuất nào đó theo tìm hiểu mình biết được bạn nữ đang ở nhà thì mình có thể là chạy trực tiếp xuống đó hàng bạn nữ đi chơi đâu đó ở tại Biên Hòa. Đó là lãng mạn đó hả? Cái đó mới gọi là có tâm có lòng thôi chứ chưa có lãng mạn. Thôi ghi nhận tấm lòng em ha, ta cũng chạy xuống Đồng Nai đồ gì đó là ghi nhận. Cho em hỏi một câu hỏi nữa là nếu như trường hợp mà ví dụ như anh cãi nhau với bạn gái á, thì anh sẽ giải thích hoặc là sẽ làm hòa luôn hay là đợi vài ngày nữa anh mới làm hòa? Thực ra anh thì người rất là ghét mà để mà cái giận hờn nó lâu quá kéo dài lắm, nên là anh là cái gì nó nhanh, tại vì để cái gì có công việc mà chưa giải quyết thì nó lằng nhằng trong đầu nó lùng bùng lắm và rất là ghét cái sự lùng bùng đó, nên là anh sẽ chủ động làm hòa khá là nhanh. Bạn gái chưa có muốn kết hôn sớm đó về cái vấn đề kết hôn thật ra thì kinh nghiệm thôi, tại vì anh quen bạn gái cũ là 4 năm mấy 5 năm, thực ra thì anh nghĩ là quen nhau tầm khoảng 6 tháng là kết hôn rồi, khá là đẹp, không cần phải lâu dài. Lúc đó mình đã tìm hiểu tương đối là cũng
khá tốt về đối phương. Và đặc biệt anh thì có cái là anh chỉ hẹn hò bạn nữ khoảng 2-3 lần thì cũng sẽ là đoán được tới 80-90% được tính tình hay là cái vụ bạn đó. Trời, anh có một gợi ý nhỏ nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ nếu em có quen bạn gái rất là nhạy cảm khi nhắc về những cái chuyện cũ nha. Rồi hãy để quá khứ ngủ yên. Bây giờ hãy nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Trái tim mình có rung động chưa? Hãy nói cho bạn gái biết. Nói chung là thật ra thì anh thấy ấn tượng đầu tiên về em khá là tốt. Anh thì muốn phát triển cái mối quan hệ này. Anh thì đã sẵn sàng. Nên nghĩ là nhấn nút được rồi. Rồi, thôi đặt tay vào nút bấm nha. Bạn gái sẽ suy nghĩ tất cả điều đó. Chúng ta không cần nói ra mà chúng ta thể hiện bằng nút bấm. Cảm giác trái tim mình rung động thật sự. Cảm giác đối phương chính là một nửa yêu thương của mình. Chúng ta hãy bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Thật sự là em chưa thấy rung động lắm. Chưa thấy cái cảm xúc. Và em nghĩ là nếu như mà lỡ đồng ý mà không thật tâm mình lắm thì mất công là mất thời gian của hai người thôi. Nên là em nghĩ dù sao lên đây cũng có là một cái duyên. Lên đây gặp được anh là em cũng rất là vui rồi. Mà cùng cái ngành bất động sản là em cũng rất thích. Nhưng mà chắc là mình chỉ có duyên thôi nhưng không có phận. Nên là coi như bữa hôm nay là một cái buộc gặp gỡ vui vẻ. Bạn trai thế nào? Nói chung thì ấn tượng đầu tiên thì về bạn nữ thì cũng ok. Em cũng khá là quan trọng ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà có cái thì đối với em thì quan điểm tình yêu là nó là phải xuất phát từ hai phía. Đúng rồi. Nói chung thì anh với em gặp nhau ở đây thì cũng có cơ hội. Thì bây giờ em chưa nhấn nút nhưng không biết sau đó thì như thế nào thì... Chúng ta đã để mất cơ hội. Có thể sau ngày hôm nay bạn sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện bạn gái. Chúng ta sẽ chuẩn bị những cái điều gì. Có thể một vài cái sơ suất không đáng có mà chúng ta đã mắc phải ha. Nhưng sao hàng triệu khán giả truyền hình đang xem và biết bao nhiêu cô gái đang chờ đợi để nhấn nút cho chàng trai này và biết bao nhiêu chàng trai cũng đang chờ đợi để bấm nút cho bạn gái bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Anh Vũ, năm nay 31 tuổi. Thì hiện tại em công tác và sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là một đại đội trưởng của một đơn vị bộ binh. Wow. Thượng úy đúng không? Dạ đúng rồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Thanh Trúc, quê ở Trà Vinh, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, năm nay em 28 tuổi, em đang công tác tại Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát. Em làm gì trong đó? Dạ, em trực ở tổng đài 114, tổng đài báo cháy à. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là mạnh mẽ. Nói chung là em nấu ăn được, bắt nhanh với lại cái môi trường sống và môi trường làm việc mới. Dạ, còn về điểm yếu thì nhiều quá mạnh mẽ nên là sẽ được nhận xét là hơi thiếu nữ tính chút xíu. Em hơi nóng tính mà cũng hơi bướng tính luôn. Trời ơi. Em ơi, em nóng tính là em nóng tính cỡ nào em? Khi mà gặp những cái căng thẳng trong cuộc sống thì nếu như mà cần phải giải quyết tay đôi thì cũng có thể giải quyết được. Trời ơi, gì ghê vậy? Ủa em cụ thể là em làm trong phòng cháy chữa cháy hay là mình có cấp bậc gì không em? Dạ, em là hiện tại một gạch hai sao ạ, cũng là trung quý á. Bên đây tới 3 sao hơn sao. Mà tôi nghi về chắc bên đó 4 sao, bên đây 3 sao. Ở đơn vị đại trưởng chứ về nhà đại phó thôi. Đúng rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu đi. Về cái điểm mạnh của em thì nhất là em là một người rất là dễ gần. Em thì em hay quan tâm và thường giúp đỡ các đồng chí đồng đội trong đơn vị. Điểm yếu em thì đôi lúc là có lúc là em sống nội tâm. Có một cái tật xấu là mỗi khi mà em mệt mỏi hoặc là em bị stress á thì về nhà cái em nằm em lăn ra ngủ một cái là đêm đó thế nào ngủ em cũng bị nghiến răng. Nghiến răng mà nghiến răng thì nghiến lớn lắm. Lại nghe mẹ nói vậy. Em gái, em có học võ không? Em có học nhưng mà học võ gọi là võ thể thao nên là múa được, chứ còn thực chiến thì chắc là không có giỏi. Anh còn học võ bài bản hơn nên là không dám nhận là biết võ là. Sao em chỉ múa là anh đổ rồi em? Tình trường của em thì sao? Thời sinh viên thì có yêu thầm một bạn trong lớp. Yêu thầm thôi hả? Dạ, bạn tốt với em lắm nhưng mà bạn nói là mình coi nhau là bạn tốt thôi, xong rồi bạn đi lấy vợ mất tiêu rồi. Còn sau này thì cũng có
quen người yêu nhưng mà tụi em thì không có đi đến với nhau được, là tại vì tính của em là khá là mạnh mẽ, còn bạn của em thì lại không có được cái sự mạnh mẽ đó, nên là em không cảm giác là mình có thể dựa vào bạn được. Dạ. Còn bạn trai thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nói chung là cũng trải qua được 2 mối tình, thì trong đó cũng có một mối tình đơn phương. Cái mối tình chính thức là trước đây là cũng cách đây cũng khoảng là 6 năm rồi. Do cái điều kiện là lúc đó là em tập trung vào công việc nhiều quá, ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Còn bạn nữ đó thì muốn mình phải thường xuyên quan tâm. Em thì còn trẻ, cái kinh nghiệm trong cái chuyện tình cảm mình cũng chưa có đó, cho nên là dẫn đến là chia tay. Do bạn ít chăm sóc người yêu thôi. Nếu mà có mối tình nào thì chúng ta phải cố gắng chăm sóc ha. Và cũng dành thời gian nhiều hơn cho cô gái đó. Được không? Dạ được. Rồi, bây giờ cô gái, em muốn tìm một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em thì mong là bạn của em cao được khoảng từ 1m7 trở lên. Em cao 1m63. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em thì cao 1m68 rồi chị. Cũng hơn được rồi. Thiếu 2 phần so với mơ ước nhưng mà không sao. Dạ. Giày nó sẽ giúp đỡ bạn ấy cao 1m71 luôn. Với lại là em thích một người có tinh thần cầu tiến, có lập trường. Em mong muốn là người đó cũng biết quan tâm chia sẻ và biết cư xử với mọi người. Xét về ngoại hình thì em thích một người mang tính chất nó năng động và nó thể thao. Đặc biệt rất là thần tượng anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh mà thể thao rồi nào? Em cảm thấy anh Quyền Linh anh nhìn rắn rỏi và anh Quyền Linh anh hay chơi thể thao, cảm giác là manly và có wow. Có thể là một bờ vai vững chắc được. Anh chơi thể thao mà. Anh chơi môn gì mà bụng anh ngày càng một múi vậy Linh? Anh nhảy dây nè. Bạn bên kia đưa ra những cái yêu cầu thì anh thấy rằng em cũng đáp ứng rất là nhiều thứ ha. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Về cái tính cách thì hoạt bát năng động, biết cái cách ứng xử, không phải chỉ với người lớn trong gia đình mà ngay cả với mọi người xung quanh cũng vậy. Thì cái đó là quan trọng. Về cái ngoại hình thì em chắc là cái bạn nữ bên kia là chắc vượt quá yêu cầu của em luôn. Không, tại chưa. Em cần từ 1m53 tới 1m6 rồi, bạn nữ bên kia giới thiệu tới 1m63. Cho nên không, là dương hòn đúng không? Dạ được rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Tính hay càm ràm, kiểm soát em quá mức. Em đi đâu cứ khoảng 5 phút, 10 phút cứ điện hỏi anh đang đâu, anh đang đâu. Đi đâu vậy, cái, ở đâu vậy, đi với ai vậy? Cái đó là kiểm soát quá thì cũng hơi khó chịu. Có không bạn gái? Em không có tinh thần kiểm soát mà em mong mỏi cái tinh thần tự giác. Cái tinh thần tự giác thì chắc anh đáp ứng được em, không sao đâu. Dạ. Em có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Ba hoa khoác lác á chị. Không thích người hút thuốc. Còn nếu như mà bia rượu thì là có chừng mực. Đặc biệt là em không thích người gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ, em không có gia trưởng rồi chị ơi, em hiền lắm. Trong gia đình á, em là con trai một và đồng thời cũng là con trai trưởng trong họ luôn. Nhưng mà thường á, là quyết định á, là em vẫn hỏi ý kiến mọi người, nhưng quyết định là em vẫn đưa ra cái quyết định của riêng mình. Cái đó là cái chính kiến riêng của mình. Chỉ huy mà đúng không? Phải có quyết đoán. Ủa rồi em đưa ra cái quyết định riêng của em rồi em thực thi theo cái quyết định của ai? Thực thi thì mình đưa ra quyết định thì mình thực hiện cái quyết định đó. Ý thôi, các Tường hỏi là trong nhà dù trong 5 người, mỗi người ý kiến, rồi em đưa ra quyết định của em, vậy mình, thì em thực thi ý kiến của ai? Lúc đó là nhiều người đưa ra ý kiến thì mình có thể xem ý kiến của ai phù hợp. Đúng rồi, số đông nữa. Có thể phù hợp nhưng mà mình thấy không phù hợp, mình vẫn quyết định theo cái chính kiến của mình. Mình dám quyết định, dám chịu trách nhiệm là được. Có uống thuốc không? Dạ không. Hồi trước có mà bỏ lâu rồi chị. Bia bọt rồi uống nhiều không? Dạ bia thì em uống chắc được 2 chai. Lấy nhau thì mình ở đâu? Hiện tại thì em chưa có nhà riêng thì em ở với gia đình, thì ở thành phố Hồ Chí Minh. À vậy cũng được, cô này cũng tiện đi tới đi lui ha. Cần yêu cầu bên nhà bên nữ nữa không? Em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp rồi. Có một cái điểm em không thích ở bạn nữ đó là em không thích bạn nữ xăm mình, mà chắc cảnh sát không dám xăm mình đâu. Em sao thì bên đây người ta cũng vậy thôi, cũng kỷ luật đàng hoàng. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Rồi, thí dụ như hai vợ chồng đang chăm sóc con bị bệnh, bên cơ quan bạn có báo động, bên kia có báo cháy. Chúng ta xử lý thế nào? Ca này khó. Thì em nghĩ là chắc em với lại bạn nữ bên kia là phải cùng đưa ra, cùng bàn bạc cái cách giải quyết mới được. Chứ một mình em chắc không được đâu. Lúc đó là không thể mà ngồi họp bàn nữa. Lúc đó gấp chỉ có chạy rồi. Thôi. Nếu mà trường hợp gấp quá thì chắc là phải gửi con cho bà nội. Lúc đó không có bà nội luôn. Không có bà nội thì gửi con cho dì. Không có dì, không có ai hết trơn á.
nếu mà không được nữa thì chắc em mang con vô đơn vị. Chính xác. Quá đơn giản. Có ẩm con chạy vô đơn vị báo động thì chắc chắn đơn vị cũng có rất nhiều người đúng không? Thôi vậy đi, ưu tiên cho vợ chạy mình bởi cháy nó quan trọng hơn. Chào cô cảnh sát. Cái khó của tụi em thế này nè, đều làm trong những cái cơ quan rất là quan trọng. Chúng ta sẽ tính toán thế nào nếu như người ta quen một anh bộ đội như vậy? Bởi vì là tính chất công việc hai người là tương đồng nhau nên là sẽ có sự cảm thông và có cái sự sắp xếp đó. Mỗi một cái gì mình cũng có thể sắp xếp được. Ví dụ như ca trực thì mình có thể linh động được. Tình huống mà khẩn cấp mà anh không thể rời khỏi đơn vị thì lúc đó em sẽ dời cái ca trực của em lại đó. Đúng rồi, cái trực mà ha. Dạ, chứ vâng, không phải là chữa cháy đâu mà lo. Dạ đúng rồi. Như vậy được rồi. Cảm ơn em. Bây giờ hỏi ý kiến người thân cái mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với lại những người chị đồng nghiệp với em gái và người em cùng phòng ạ. Rồi. Dạ con chào chú Linh, con chào cô Tường ạ. Em chào anh ạ. Dạ theo như em cảm nhận thì anh là người vui vẻ. Về tính tình thì em thấy là hai anh chị khá là hợp nhau. Và nếu một hồi nữa anh có gặp chị em á thì anh sẽ bắt gặp một khuyết điểm ở hiện tại thôi, là chị em có nang niềng răng. Nhưng mà một tháng nữa thì cái khiếm khuyết này đã được gỡ bỏ rồi, nên em hy vọng là anh sẽ không có ngại. Cơ hội được cho chị em ở đây á, là em đã gửi mail liên tục cho chương trình đã hai mùa lá rụng rồi anh. Nên là em thực sự rất là mong chờ cho hai anh chị được thành đôi và trân trọng cái cơ hội này. Hay quá. Rồi, em gái lo cho chị gái quá. Rồi em đi với ai? Dạ thì bữa nay là có thủ trưởng đơn vị với lại có cô giáo dạy võ Aikido của em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả các quý vị. Cũng xin chào riêng bạn gái. Hôm nay thật là tuyệt vời. Thứ nhất, hai người ai cũng đẹp, ai cũng tươi. Về ngoại hình thì bạn gái tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái cách ứng xử, tôi nghĩ rằng là bạn ứng xử xử sự trong vấn đề chữa cháy giỏi chứ. Còn tại sao mà ở đây mà bạn ứng xử sao hay thế? Rất là hay. Mong muốn nhất là hai bạn ngày hôm nay rồi đến yêu nhau và sẽ sống trọn đời với nhau. Càng nhanh càng tốt, tìm hiểu kỹ rồi thì đám cưới sớm đi. Sắp đến ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu tìm hiểu kỹ được rồi thì hãy cưới luôn. Tổ chức đám cưới, cưới luôn. Yeah. Hay quá. Bây giờ hai bạn lại cùng một cái ngành gọi là lực lượng vũ trang. Bạn là trung úy, đồng chí Vũ là thượng úy. Và tôi thấy bạn đang trung úy thế này thì cùng một quan điểm, cùng lập trường, phải không? Bản lĩnh chính trị vững vàng như thế này thôi thì chắc chắn là hai người quá hợp. Riêng đối với bạn ấy, bạn nóng tính ấy, thì tôi cũng sợ. Đấy, thông báo cho bạn biết ấy, là thượng úy mà nói trung úy không nghe ấy, thì cái đó chắc chắn là phải vào khuôn khổ kỷ luật. Một cách tuyệt vời nhất nữa là cảm ơn chương trình. Chương trình đã giúp cho những người lính phòng không như đơn vị chúng tôi đây, làm sao hiện nay những đồng chí mà ít được có điều kiện để về nhà có được cái hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và rồi cho chúng tôi gặp cô dạy võ chút xíu ạ. Xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào cô, quý vị xem đài. Riêng đối với em gái thì khi bước vào thì cô đã có một cái rất là có cảm tình với em. Với khi em mặc cái áo dài rất là duyên dáng. Cách nói chuyện của em thì cô thấy em rất là chất phác, có sao thì nói vậy. Nhìn em nó có một cái gì đó gọi là một cái duyên mà chính cô nhìn cô rất là thích. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn. Mời Vũ. Anh có quà gửi tặng. Không biết là em gặp anh rồi em thấy anh có thể thao giống như em nghĩ không? Giống như là em thích cái người mà manly á. Là phải mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Hiện tại là em đang ở đâu? Em đang ở Bình Thạnh cùng với em gái và em cùng phòng đó. À Bình Thạnh thì cũng gần anh. Dạ. Có một cái trùng hợp đó là khi nãy á, em nghe anh nói là anh nghiến răng á, thì em cũng không có tự biết nhưng mà người thân cũng đồn là em cũng nghiến răng lúc ngủ. Hả? Em có biết hát không? Nói chung là em thích hát lắm mà bé em dặn đi dặn lại là để giữ cho cái show này nó được thành công thì không nên hát. À, anh hát không hay. Dạ. Nhưng mà anh hay hát, nếu mà em thích anh có thể hát tặng em bài. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó,
chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Lần đầu gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương, duyên dáng. Anh nghĩ là nếu mà nóng tính thì nó cũng không có gì là khó khăn, mình kiềm chế lại thì cái đó từ từ mình sẽ giải quyết được, không có gì hết. Trước đây anh cũng nóng tính chứ không phải không, từ từ anh kiềm lại. Tới mức bây giờ là anh rất là hiền. Thậm chí có những đồng đội trong đơn vị thường hay chọc anh á, nói là bây giờ mày chọc được đồng chí Vũ mà giận lên á thì mới gọi là giỏi. Cho nên anh cũng kiềm chế dữ lắm. Dạ, anh nói là anh là con trai trưởng mà là trưởng họ nữa. Thì nếu vậy thì không, anh là con trai út nhưng mà anh trưởng họ. Có quan trọng gì việc cháu đích tôn là con trai hay gì không ạ? Không, đối với anh thì con trai hay con gái gì cũng là con của mình hết. Nhưng mà anh thích con gái hơn. Không phải ngẫu nhiên mà chương trình sắp xếp cho anh với em gặp nhau, chắc chắn là mình có nhiều cái điểm chung với nhau lắm. Lần đầu gặp em thì anh không có dám hứa hẹn gì với em nhiều. Nhưng mà nếu mà em cho anh một cơ hội để chúng ta cùng cho nhau một cơ hội sau này có thể tiến tới với nhau á, anh nghĩ là anh sẽ quan tâm tới em bằng hành động nhiều hơn là lời hứa. Cảm ơn em. Trò chuyện cũng đã lâu. Chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Không phải bấm nút để làm vừa lòng một ai đó, mà bấm nút vì trái tim của chúng ta. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. 4 Chúc mừng đồng chí Tư Quý và đồng chí Thượng Quý. Hai đồng chí nắm tay nhau nào. Cố lên Vũ. Hôn đi. Mẫu người đàn ông của em lý tưởng từ hồi đó đến giờ là cao, to, đen và đặc biệt phải hôi ạ. Gì vậy? Trời ơi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Em gái giới thiệu bản thân mình trước đi. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đỗ Thanh Xuân, quê gốc em ở Thái Bình nhưng em lớn lên ở Kiên Giang và hiện tại em đang công tác tại Sài Gòn ạ. Em đang làm bên ngành xây dựng ạ. Em làm bên phòng hành chính nhân sự. Bên phòng hành chính nhân sự thôi đúng không? Năm nay em 29 tuổi rồi ạ. Mời bạn trai. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả, chào bạn gái ngồi bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Phan Hiểu Tú, quê ở Hà Tĩnh. Em năm nay 34 tuổi, em ở Thủ Đức ạ. 2 tháng trước thì em làm bên điện ạ, bên công trình ạ. Bây giờ em chuyển qua làm ngoài ạ. Thi công bên cáp ạ, cáp mạng, cáp viễn thông ạ. Bây giờ mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em hay nói. Còn điểm yếu của em thì hay bị tự kỷ. Hay nói mà sao hay bị tự kỷ? Thì nhiều khi mình nói nhiều quá thì mình nói một mình luôn. Nói xong quay lại ta đi hết trơn, còn mình giờ nói rồi thì hóa ra mình tự kỷ. Với em rất là nóng tính á. Bạn trai là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì hay chơi thể thao, còn văn nghệ thì ít lắm. Em thì thích bóng đá với bóng chuyền. Tính tình của em thì vui vẻ, nhưng mà được cái ít nói, hay cười. Em ít nói hay cười. Bên kia tự kỷ hay nóng. Không, em cũng nói nhiều lắm anh ơi. Có nói nhiều hả? Dạ. Bên kia mà tự kỷ á, là bên đây cứ ngồi kế bên cười hoài luôn. Ngồi bên kia nóng, bên đây cũng cười. Thế là quề, được. Em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, báo cáo anh là 2 mối tình ạ. Mối tình mới nhất là em mới chia tay được 1 năm ạ. Bọn em cũng quen nhau, cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng mà vì em không quan tâm nhiều cho gia đình anh ấy lắm. Đấy là theo anh ấy nói, nên anh ấy quyết định anh chia tay. Và kèm theo là anh ấy cũng có đòi quà em nữa, cho nên là em cũng quyết định chia tay luôn ạ. Quà gì lớn không mà đòi? Nói chung là cái gì của anh ấy thì anh ấy muốn lấy lại thì em cũng gửi lại luôn. Trời ơi, thiệt á, ác. Quen nhau mà tới hồi tính cưới luôn rồi mà không cưới đòi lại. Chắc là anh ấy mê bài hát là chia tay đòi quà, cho nên là em cũng thôi gửi lại anh ấy luôn. Ủa anh chia tay có đòi quà không anh? Dạ không em ơi.
Dạ, để em không biết rồi em không nhận quà luôn. Tại anh đâu có gì tặng quà gì đâu, anh đòi. Rồi, mình có mấy mối tình rồi em trai? Em cũng có hai mối tình này. Còn mối tình thứ hai thì cũng cách đây được hơn 4 năm này. Bạn gái bên kia, dạ, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Mẫu người đàn ông của em lý tưởng từ hồi đó đến giờ là cao, to, đen và đặc biệt phải hôi ạ. Gì vậy? Trời đất ơi. Hôi là hôi làm sao? Không phải là hôi, mà là ý của em là anh ấy cao to, là anh ấy khỏe khoắn. Mà hôi tức là anh ấy chịu khó làm lụng, chứ không có màu mè lúc nào cũng xịt nước hoa lên người như thế thì em lại không thích như thế. À, cho nên là để nguyên thủy là mùi sao để vậy. Nói chung là anh ấy chịu khó làm ăn là chính, còn lại là rồi em nói hình thức bên ngoài nó không ấy, nhưng mà cái câu nó quen thì thành là cao to đen và đặc biệt phải hôi. Trời ơi, thì em làm ơn anh trắng như không đen đâu. Dạ, yeah. Không, đấy là mẫu trước giờ em tìm không ra. Nhưng bây giờ thì thôi, cứ là con trai này em đồng ý hết à. Ví dụ như không cao to mà không đen mà hôi được không? Cũng được, nhưng mà tại vì bây giờ ế quá rồi anh ạ. À, miễn sao có hôi thôi đúng không? Gu lạ thiệt. Thiếu gì từ nói, nghĩa là cao to đen chịu khó làm lụng hay là cái gì đó. Hôi cái tôi liên tưởng tới nhiều cái mùi đặc biệt. Mà bên kia sao? Cao trên 1m65 này được rồi. Trời, nó còn cao trên 65 là dữ à. Quen 1m58 thôi, 56. Mới đó hạ xuống lẹ vậy. Hạ nhanh quá, từ 65 xuống 58 à. Tính tình thì hiền lành chứ, nó như dịu dàng tí. Đen hay trắng? Nói cho đừng đen quá. Nhưng mà em lại đen anh ơi. Đen này đen chắc dùng kem này nó trắng. Không, nhưng mà em lại không có thể quen dùng kem. Anh mua kem anh tặng em. Mà em thoa khi nào chia tay anh đòi. Nhìn thôi sao ra đòi được đã. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc. Hỏi đi. Anh có hút thuốc không ạ? Không có. Coi thử anh có hôi không kìa. Hello. Dạ chào anh ạ. Cỡ anh đen đen hôi hôi không? Không, bạn trai lý tưởng của em là giống anh á. Hả? Vậy là anh hôi đúng không? Em chưa tiếp xúc anh nhưng mà đại khái cao to đen là được rồi. Còn hôi thì em phải kiểm tra sau ạ. Em chưa kiểm tra anh nên em chưa biết ạ. Giống không? Giống không? Cũng đen đen giống mà cười tươi hơn, khỏe hơn, đẹp trai hơn. Nhưng mà không có mập bằng anh. Ốm hơn thì cũng được, tại vì em cũng mập quá cho nên là em cũng cần người ôm ốm thôi ạ. Anh bên đây khỏe khoắn lắm em. Nụ cười rất là có duyên ha. Tóc hơi hơi hói chút, hiền, được chưa? Dạ. Nhưng mà gặp cái người hiền quá rồi em có... Em cũng sợ bạn trai hiền. Tại vì là em thì cũng hơi dữ và hơi nóng tính một tí á. Mà bạn ấy hiền quá thì nhiều khi em ủa, nói vậy tốt chứ sao? Không, nhiều khi em nói xong rồi bạn ấy lại không nói gì, một mình em lại thành tự kỷ luôn. Đúng rồi đó, em mà nói bên đây còn cười hoài luôn á. Vậy là hên em. Hồi nãy giờ em đưa ra cái vấn đề mà em hay nóng giận mà gặp anh bên đây thì nó dễ xử lý lắm. Anh đây là nói gì cũng cười, chứ gặp mà người nóng tính nữa là hai người là thế nào. Đúng rồi, hai người cũng nóng. Không, nhưng mà em hơi gia trưởng một tí cho nên em cũng thích anh người yêu em cũng phải hơi gia trưởng một tí. Kỳ lạ, cô này cũng lạ ta. Mình em gia trưởng thôi chứ. Nếu mình em gia trưởng quá thì em nói sao anh cũng nghe, vậy thì em chả. Hay quá đi chứ. Trời đất ơi, phụ nữ mà gặp người đàn ông mà nói gì nghe cái đó là hên lắm luôn em. Không, nhưng mà giết thì mình thành chán, tức là lúc đó mình tự biến mình thành đàn ông rồi. Gu này cũng lạ ta. Phải có một bên nhu bên cương với em, hai bên này cương nhau sao được. Ý của em là hơi gia trưởng một chút, tức là khi nói nên tiếng nói á, là phải có tiếng nói trong gia đình. Nói chung là đừng có sợ vợ quá đó. Đúng rồi. Có chính kiến. Em cười hoài thấy không? Ý của cổ là anh nói ít cũng được, nhưng mà nói câu nào phải chắc cú câu đó. Thí dụ vợ nói hoài, nói lại nhảy suốt cả ngày, đòi này đòi kia, anh cho nó một câu chốt lại. Im đi là phải nín. Đúng chưa em? Đúng chưa em? Dạ đúng rồi đó. Đấy. Có, cái được hả chị? Trời, tôi thấy không có đâu. Trời, thấy hình này không dám đâu. Giờ anh có ghen không? Có chị. Ví dụ như bạn gái đi chơi khoảng tầm 9-10 giờ về, đừng có về khuya quá. Lâu lâu ta họp lớp gì đó, ta xin tới 12 giờ ta về, lâu lâu có một bữa đột xuất được không? Thì đi và về là được rồi. Đi về 3-4 giờ sáng người ta cũng về. Anh ơi, em lại có sở thích là rất thích đi phượt, anh có đi phượt được không ạ? Phượt thì anh hay đi lắm. Đi hai chồng chở nhau đi được rồi. Bây giờ thôi vô cái chuyện mà kết hôn á, nếu mà được thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Bố mẹ thì cùng dục năm nay rồi. À, nhưng hối mà hiện năm tại rồi. Giờ chưa có bạn gái nên cái này hơi khó. Lấy vợ xong mình lập nghiệp ở đâu? Thì tạm thời cứ làm ở Sài Gòn này đã. Anh có cái lý do gì bí ẩn mà sao 34 năm mà chưa có yêu ai chính thức không? Mấy một cuộc tình nó nhẹ nhàng không trôi qua. Không biết là do cái công việc hết á. Sức khỏe ổn định không? Sức khỏe ổn định. Có cái là do cái tính tình ít nói quá thì ra khi ngại tiếp xúc với con gái. Thật sự có cảm xúc với phụ nữ không? Có chứ rồi. Có hả? Chắc chắn ha. Rồi anh cười rất là duyên luôn á, rất là đẹp trai phong trần vậy mà. Bữa nay cố gắng nha anh. Để hỏi cô này coi chừng nào cô chịu kết hôn, bao lâu kết hôn được em? Dạ, quan trọng là bên anh ấy đồng ý là cưới liền. Tại vì em ế lâu lắm lắm rồi. Anh ấy là muốn lắm á, giờ anh thua anh nha. Cú này anh tấn công được hay không là do anh đó nha. Chứ không may mà mối là nói vô không đó.
Rồi, chị thấy là được cặp này là gã đó. Nhưng mà giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Em đi cùng với tập thể người yêu cũ và chị gái và đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Huyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Cũng như xin chào khán giả đang có mặt tại trường quay. Mình là Châu, là cấp trên của Xuân. Nói thật là phải chịu đựng Xuân dữ lắm nè. Nó nói suốt ấy. Nói đến mức độ mà mình phải nói thôi em xin nghỉ đi. Để chị nhẹ cái đầu tí. Cho nên không biết em trai này nữa chịu đựng được bao lâu nha. Lửa sẵn ở đó chịu đựng được. Chịu đựng được em ha. Tính tình cũng không ổn định đâu em à. Nó vừa nóng tính mà nó có nhiều cái tật xấu nữa. Đó, cho nên là khi mà quen là em phải tìm hiểu cho thật tật kỹ nha. Tật xấu gì chị thử nói một hai cái nào mà ghê gớm nhất cho chị. Mình với lại Xuân đều đến từ công ty xây dựng. Cho nên trai xây dựng rất nhiều. Cao to đen hôi là nhiều lắm. Nhưng mà không vớt được người nào. Lý do là cứ đùa cợt hoài, người ta không biết là cái câu nào là thật cả. Không biết thiệt giả. Không biết thiệt giả, bởi vì mới có hội người yêu cũ ngồi ở đây nha. Nhận xét về em trai bên đây thì chị thấy rằng có cái nét tương phản. Đây ít nói hay cười. Em nói nhiều. Cho nên chị thấy là hợp nhiều đó. Chị vẫn khuyên em trước là em phải chịu đựng nha. Lần đầu tiên tôi thấy họ nhà gái tự vạch mặt nhau, trời ơi trời. Không, tại vì hôm nay sếp em là muốn đi là để vạch mặt em. Nói thế tốt á, nếu mà anh này anh đồng ý á là anh chấp nhận, đúng không? Sao em trai, em nói gì với sếp gọi là bạn gái tương lai em đi. Cảm ơn chị. Thì thật chắc là còn sau này nếu mà hai đứa mà quen biết để tiến tới thì cái đó em sẽ, nếu mà trong khả năng em sẽ chịu đựng được. Cảm ơn em. Cho chị gái ruột đi, có ý kiến gì không? Nhận xét về em trai thì thấy cũng được. Thì sau của buổi chuyện này thì cũng hai em cũng bấm nút để có cho nhau cơ hội. Vậy thì cũng chịu đựng, không cái gì nói cũng nói trước thật, chứ còn không có sau này cũng không giấu giếm. Đấy là bên em cũng nói như vậy. Đàn gái thẳng thắn chưa? Đây là cũng là thật thà đấy. Rồi, đàn trai mình hôm nay đại diện có ai em trai? Dạ em có em trai cả mấy đứa em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả trong buổi trường ngày hôm nay ạ. Thì nói chung là anh của em á, trước tới giờ rất là hiền, vui tính, rất hay cười, ai nói gì cũng cười. Và anh ơi, mấy anh em đây là ai cũng gật đầu hết rồi đấy. Dạ. Cảm ơn em trai. Thôi bây giờ là mở hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Đây là quà của em, đây là tự tay em làm luôn. Em cũng muốn mời chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh thử cái món quà này em làm luôn á. Giỏ bưởi đúng không? Dạ vâng ạ. Trời, mức làm đẹp quá ta. Mức giỏ bưởi. Rồi khoan khoan, đứng gần ảnh đi. Hai người đứng gần ảnh đi. Hửi hửi hửi, có mùi hôi gì không? Cái này chắc anh có xì dầu thơm rồi cho nên là với mùi hoa nữa thì em không ngửi được cái mùi ạ. Không em, dạ. Cái mùi tự nhiên em. À dạ vậy ạ. Thì em mà em ngửi đi mùi hoa nhiều hơn. Rồi hai bạn cứ về chỗ bắt đầu tâm sự với nhau đi. Dạ chào anh ạ. Em vào Sài Gòn này lâu chưa? Em lên Sài Gòn là được 7 năm. Dạ. Em là ở Thái Bình đó. Dạ vâng, và hiện tại em đang làm ở bên quận 7. Anh thì ở Thủ Đức, ở quận 7, quận 8 thì anh hay đi làm trên đó. Anh có sở thích là đi phượt không? Tại vì em rất là thích đi phượt luôn đó. Phượt thì cũng nhiều lúc rảnh rồi thường cũng hay đi. Em là cô gái là hay đi, chân của em là chân chạy. Nhưng mà công việc thì là em vẫn có thể là em làm được. Chồng tương lai của em á, sau này cái tính tình, ví dụ cái tính tình như anh có được không? Không, anh thì em chưa biết tính tình. Tại vì em mới tiếp xúc với anh sơ đây thì em chỉ biết là anh có vẻ là ít nói. Còn tính tình thì là em nói trước là em rất là nóng tính. Anh thì hiền lắm á. Nhưng mà em thì em cũng thích kiếm một người là cũng hơi gia trưởng như em. Tại vì em cực kỳ gia trưởng, em đã nói em thích là em thích, rồi em không thích là không thích. Anh thì không gia trưởng, tại vì cái tính tình hiền vậy không gia trưởng. Tại vì anh không phải là con đầu, cái tính của anh nó không phải thôi. Em rất là khó chiều và rất là khó tính. Cho nên là anh cứ lên cân nhắc trước, tại vì có gì là em chia sẻ thẳng luôn. Bạn trai đứng lên đi, bạn trai có vẻ hiền quá. Bây giờ em đứng lên, nắm tay nhau. Hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và bạn trai hãy nói một cái điều gì đó. Nếu mà em chấp nhận cái tính tình hiền lành của anh thì em tính thế nào? Em nói rồi, em ế quá, bây giờ được là cưới luôn, chứ còn em không có kiểu như yêu xong là bỏ đâu. Với đặc biệt là nhớ là không được đòi quà em nha, tại vì em rất là sợ chia tay đòi quà. Rồi yên tâm, em chưa có quà đâu em. Rồi nếu mà anh bó hoa thì anh kêu thôi trả lại cho anh bó hoa thì sao? Hoa này là hoa làm quen thì chắc là chưa phải thì gọi là quà được. Quan điểm về con cái đó, con trai con gái gì được, không quan trọng, tại vì nhà nhiều con trai nữa. Càng đông càng tốt đúng không ạ? Em này, em sau này em muốn một đội bóng luôn á. Trời ơi, cái này hơi mệt rồi. Anh có thể hát cho em được không ạ? Hát thì điểm yếu của anh là hát. Chúng ta bây giờ cố gắng hát đoạn cho em nghe được. Tìm lại nụ hôn năm nào đánh mất trong một chiều mưa,
Không biết bây giờ ai có còn nhớ đến tên nhau, nhớ câu thề xưa hẹn hò trong mưa. Ai đã qua... Trời, xin lỗi, quên mất. Chúng ta kiểm chứng lại con tim của mình nha các bạn nha. Yêu là bấm, thích là bấm, chứ không thích cũng đừng có bấm vì điều gì hết ha. Các bạn có 30 giây suy nghĩ lại tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng, nắm tay nhau nào. Đây là một cặp nếu như mà có thời gian tìm hiểu nhau thì anh nghĩ sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Không, em thì ít ăn hiếp ai lắm, nhưng mà ai cứ gì em cũng sợ hết á. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp xe để bốc 212 lý thắng gửi tặng các bạn. Nhưng mà chờ đợi con. Đúng hả? Con cả đẹp bụng mà con cả đẹp bụng mà con mau quá này. Trời đất ơi. Thiệt đúng là thiệt, có thật thà dễ sợ luôn. Tính cỡ bụng này. Được chưa? Con sợ bạn thích cái bạn sáu muối á, cho nên là con mang cái lịch bụng, nhưng mà bây giờ thấy cái mi. Thấy bạn thích một muối cho nên là giờ tự tin rồi cỡ ra. Trời. Trời ơi, con coi đó. Cái gì con mà nó đẹp. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời nhà trai. Còn đứa hết con hả? Gì? Con nữa, từ từ. Cái gì? Bữa nay bên đàn trai ta hoành tráng lắm à. Ủa vậy hả? Có, trời ơi. Mời nhà gái giới thiệu về mình trước. Em là Phạm Ngọc Bảo Vy. Năm nay 26 tuổi, em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty của Nhật Bản. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Và quê em là ở Phú Yên. Bạn này á mặc đồ đen, tôi cũng mặc đồ đen. Bạn này quê ở Phú Yên. Bây giờ bữa nay tụi tôi sẽ nói tiếng Phú Yên. Em ơi, nói tiếng Phú Yên đi cho hết hồn đi. Bên đàn trai giới thiệu bản thân mình đi em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng tất cả các vị khán giả có mặt ở phim trường. Thì con tên là Phạm Anh Việt. Thì hiện tại con 25 tuổi, kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là kinh doanh về một số vấn đề gì hả? Dạ thì hiện tại cái công việc chính của con là kinh doanh đồ ăn vặt. Ủa đồ ăn vặt gì vậy cưng? Con thì con bán da u với lại cơm trái. Rau củ quả. Tất cả mọi thứ muốn mua gì có đó. Rau củ quả thì cái này là ở nhà con rất là thích làm vườn, cho nên là cuối tuần hay về để trồng rau. Thấy chưa? Con chào cô. Bây giờ mình ăn cơm trái xong khát nước ăn da u. Trời ơi giỏi quá ta ơi. Mình nói với bà mối nghe biết là cái ưu điểm khuyết điểm của mình. Đúng rồi, con nói con nghe coi. Khuyết điểm của con thì giảm cân không bao giờ thành công. Giảm cân không bao giờ thành công. Tối là quyết tâm giảm cân nhưng mà sáng thì kiếm gì ăn. Tại vì con bán đồ ăn vặt mà. Con phải nêm nếm, con phải thử. Dạ đúng rồi. Đó thành ra làm không thể nào giảm được. Dạ, con hơi khó tính kiểu tại con làm bếp mà. Cho nên là cái bếp của con lúc nào cũng phải sạch, gọn gàng. Ví dụ như đồ mà con để gia vị 1, 2, 3, 4 nhưng mà không thể thay đổi được. Bạn nào thay đổi là con sẽ không chịu. Tại vì con nấu phải nhanh. Cô hiểu rồi. Với lại nhìn vô là nó phải bếp phải hoàn toàn sạch thì con mới chịu. Kỹ tính. Dạ kỹ tính. Rồi. Cái đó cũng là một cái nhưng mà tốt mà. Cái này là rất tốt luôn á. Bây giờ mình nói ưu điểm đi, mình nói khuyết điểm nhiều quá. Ưu điểm thì con được con làm đa ngành nghề, thì con học đại học ra xong thì con sẽ không theo ngành của con, thì con học chuyên ngành ngoại thương, bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt. Con làm review mấy cái homestay rồi làm marketing đó cô, hướng dẫn viên du lịch mà kiểu tại con thích là take care mọi người, cho nên đó là con hay đi tổ chức các tour đi để nấu ăn cho mọi người, để kết hợp làm từ thiện. Nói chung là nếu mà vợ con sau này được nhờ con nhiều lắm đó. Chào anh. Ôi ôi xinh quá. Con nói cho ổng nghe đi là cái ưu điểm của mình là gì và khuyết điểm của mình là gì. Ưu điểm của con thì con rất là hòa đồng và con rất là vui tính, hòa nhập rất là nhanh so với mọi người. Tại vì công việc của con là nhân viên kinh doanh nên là con cũng chủ động. Con thì nấu ăn cũng gọi là ngon, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm thì con hay quên, hơi hậu đậu, hơi khó tính. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức thì con có một mối tình hồi sinh viên. Rồi con cũng có một cái giống như bạn là con hay hậu đậu, con kinh doanh buôn bán á. Nhưng mà con quên thu tiền thì hai đứa cùng hậu hai đứa cùng hậu đậu thì chắc chắn sẽ có hậu quả đó. Bạn trai là có mấy mối tình rồi? Dạ con có 3 mối tình. Dài nhất là bao lâu?
Dạ, dài nhất là 1 năm. Như vậy là mình lý do gì mình chia tay? Ngành của con là con thường đi công tác, con đi suốt à, về quê trồng rau rồi các thứ vậy đó. Bên nhà gái đang tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì em không cần phải quá đẹp, chỉ cần em nhìn thấy có cảm mến là được. Mà cảm mến là như thế nào bạn? Có nghĩa là nhìn thiện cảm với nhau là được rồi. Nhưng mà bạn có thích sáu múi hay là gì không? À, cái này thì em thích một cục hơn là sáu cục. Thích một cục hơn. Tại vì em thì không có thích quen chơi á, quen tạm á. Nếu mà thời gian mà con 23, 24 tuổi thì con sẽ chọn người đẹp. Ừ, còn bây giờ? Còn bây giờ 26 tuổi thì chọn người có chí hướng. Anh hãy là anh đi. Tìm mẫu hình lý tưởng thế nào diễn tả cho bạn gái nghe đi. Thật ra cũng không có mẫu hình, nhưng mà con lại thích mấy bạn mẫm mẫm xíu, mẫm mỉm xíu rồi da hơi trắng, cười dễ thương, mặt đúng vui rồi vui đó con, y chang đó. Số con nha, cô nói thiệt con á, làm như là trời thương con á, nghĩ trong đầu là nó hết 99% luôn. Cưng lắm. Xíu mở rào liên cho con coi, bây giờ là rất là cưng luôn. Con đi với ai? Dạ con đi với chú ạ. Trước đây là xin chào chương trình, là thứ hai là cũng nói sơ và chút xíu và về việc tại một mẫu người rất là nghiêm túc trong vấn đề làm việc về cái giờ giấc, cái mà sắp xếp công việc đó, rất là ok. Riêng về cô bên đây thì chú nói thật cái việc thì là riêng chú là chú nhìn là chú ok đó, còn không biết con làm sao. Rồi cảm ơn chú. Con đi với ai? Hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con là đồng nghiệp cũ của chị Vi. Chị Vi ơi, em thấy là anh bên đây chắc được 90% tiêu chuẩn của chị rồi đó. Với cả là em thấy là tư duy của anh cũng mở, cũng vui vẻ, hoạt bát, khá là trùng khớp với ý tưởng của mình ban đầu. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm về sau. Rồi, rồi. Bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ tự quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi việc. Là con mời bạn ăn hả? Thì tùy con thôi, con cũng mời ai con mời. Chú ngồi đây chú bực lắm á, chú nhìn. Nhưng mà con mời chú nhìn cái da đúng rồi, con phải mời chú giao. Con mời kính lão, kính lão rất thật. Rồi cảm ơn con. Thái này lắm nè. Con mời cô ai làm gì làm đi. Rồi cô cảm ơn. Đó. Dạ. Rồi. Wow, mời bạn. Hai đứa này nói là... chuyện vui nha. Mời em chứ mời bạn gì em. Mời em. Dạ ua với lại cơm trái này là cái sản phẩm anh đã kinh doanh được 5 năm rồi. Vì yêu nó cho nên là không có thời gian để kiếm bạn gái, cho nên là bây giờ anh sẽ hy vọng là sau này sẽ trao được nó cho em để em quản lý nó. Với lại nhà anh đang thiếu một người quản lý kinh doanh. Rồi đó, rồi việc bỏ ở đây cho bạn đi. Ngon quá. Ở đó hai đứa nói chuyện nha. Con ơi, hay là giờ mình mời mỗi người cái ăn cho có đồng bọn đi. Dạ. Vậy đi. Đó, dạ, là chú ấy xem cho các. Thì tại vì mình là kinh doanh á, nên là mình cũng thích ăn nói. Nên là mình nghĩ là cái việc sách này thì nó hợp với mình đó. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Còn bây giờ mình đó, bên đây, khéo bên đây nó, bên đây nè, nó cho bên nhà gái. Còn này nữa con, tặng này bạn bầu qua giới thiệu bạn gái luôn nè. Cái này là rau sạch đó, mình rất là thích làm trồng rau luôn á. Cuối tuần thì mình thường hay về quê á, xong cái mình trồng rau với lại nuôi mấy con gà. Nhưng mà đáng lẽ hôm nay là đủ 10 trứng, mà hôm nay nó không đẻ, cái nó còn có 9 trứng. Con chờ hoài mà nó không đẻ, xong cái con đi lên đây sợ trễ giờ á. Cái còn có 9 trứng là bạn đừng nói mình keo kiệt nha. Rồi ôi. Rồi, giờ phần ăn uống đã xong. Nhưng mà đỡ con. Đúng hả? Con cỡ nịt bụng mà con cỡ nịt bụng mà con mau quá rồi. Trời đất ơi, thiệt đúng là thiệt, có thật thà dễ sợ luôn. Tính cỡ bụng cái đây được chưa? Con sợ là bạn thích cái bạn sáu múi á, cho nên là con mang cái nịt bụng. Nhưng mà bây giờ thấy cái mi thấy bạn thích một múi cho nên là giờ tự tin rồi cỡ ra. Trời trời ơi, con coi đó. Nói gì con mà nó nịt cái kia. Nãy giờ con cũng thông minh à, chứ nếu mà con không mở ra là một hồi con xỉu tại đây mà mọi người không ai biết nguyên nhân luôn. Trời đó ơi. Nãy giờ nín thở nó chịu không nổi luôn bây giờ nó. Đem qua cho cô Hồng Vân đeo đi con. Nè xin lỗi Linh nha, tôi là nature nghe, có sao nói vậy nghe, không bao giờ tôi xài nịt bụng. Vi đó, cảm nhận Vi thế nào? Vi mỉm mỉm. Vi xinh đó Việt.
Sao ta? Bạn nói đi, tôi không biết nói gì. Mình có sẵn sàng để mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Hay là mình lại lướt qua thêm một mối tình gọi là mối tình thứ tư? Đối với mình thì xưa giờ khi mà mình bắt đầu một mối tình nào đó thì mình cũng không nghĩ đó là mối tình để lướt qua. Mình luôn luôn chú trọng vào đó. Nhưng mà đối với con, sống không phải là tình yêu là tất cả, mà cần phải hòa hợp để tiến tới hôn nhân. Thì những mối tình trước thì mình cảm thấy là chưa hợp với mình. Mình nói trước là tại vì mình không có quá nhiều thời gian, mà giống như là tuổi trẻ là để mỗi ngày phải chở bạn đi ăn đi uống hồi này đó. Nhưng mà mình sẽ, lúc mà thời gian mà mình rảnh á thì 100% mình sẽ bỏ cái điện thoại và mình không dùng tới điện thoại để mình có thể bên cạnh người mình yêu. Cái đó là cái cách mình có thể cho người bạn gái của mình. Trước đây có một người từng nói với mình nói là họ có một cái thứ mà người ta không cho mình được. Thì mình mới hỏi đó là gì, thì người ta mới nói đó là sự quan tâm. Mình cần người ta quan tâm nhưng mà người ta có, người ta không cho mình. Mình cảm thấy là nó không phải là vì mình, nên là người ta ích kỷ, nên là mình không tiếp tục cái tìm hiểu cái người như vậy. Mình hỏi cho rõ là mình không cần một người luôn luôn ở bên mình, tại vì ai cũng có công việc riêng của mình hết. Nhưng mà một người mà người ta biết cân bằng, chứ không phải lúc nào cũng em muốn gì anh đáp ứng, không cần cái điều đấy. Mình có ngại khi quen một người nhiều tuổi hơn không? Đó là gu của Việt. Ồ, gu của Việt luôn hả? Dạ. Con lúc nào cũng thích máy bay á. Trời ơi. Em có suy nghĩ gì khi mà thấy anh có mập không? Không, vấn đề mập ốm nó không phải là vấn đề. Em thì trong bản đăng ký em có nói là em thích người lớn tuổi hơn em. Tại vì họ có suy nghĩ chín chắn và em học hỏi từ họ. Nhưng mà lên đây là bạn anh đây là coi như là bằng em đi, thì em không biết là cái suy nghĩ của bạn có chín chắn hay chưa. Nhưng mà cái định hướng của bạn thì không phải ở cái tuổi này, không phải ai cũng làm được. Mình đi làm từ thiện thì mình rất là thích điều đấy. Còn cái vấn đề ngoại hình thì nó không có lẽ gì á. Chúng ta giao lưu một chút xíu về cảm xúc với nhau tiến tới. Nói một câu nào đó hoặc hát một bài nào đó tùy cảm xúc của mình. Không biết hát. Đấy. Nắm tay không đi, muốn nói gì nói. Mạnh mẽ lên nào. Chúng ta cùng cái mà kéo quần hoài vậy. Rồi. Đó. Bây giờ Việt muốn nói gì với Vi, Việt nói đi. Đó, đó vậy đó. Thấy tay anh nắm không? Anh kiểu ở ngoài á hay xàm lắm á. Kiểu khùng khùng với, nhưng mà ở trong thì cũng hơi ấm áp. Thì với lại anh hay khùng khùng, có những mấy chuyện mắc cười lắm. Nhưng mà nếu mà em chịu được cái người nhây nhây thì bấm. Vi hát đi, Vi hát chút cũng được nữa Vi. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dân trao. Và em gọi anh trong anh sao, chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi. Chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Hay quá. Trời ơi. Quyền quyết định là của các bạn. Để tay vào nút bấm đi. Các bạn đủ lớn để quyết định điều đó. 3 2 1 hết thời gian. Đã chọn, chúc mừng. Đó, hốt được hàng rồi đó, nắm tay đi. Này. Nắm tay. Đó. Cô gái là chững chạc hơn đấy. Việc có thể là do buôn bán, là do quá nhiều công việc ngoài. Cố gắng mình chững chạc chút xíu nữa. Hai bạn mà kết hợp với nhau thì mỗi người sẽ bổ trợ cho nhau rất nhiều. Hai đứa cố gắng nha. Mời nhà trai. Rồi, ngồi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái hàng rào thôi ha. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em là Trương Nguyễn Hoàng Minh, năm nay em 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Minh làm gì Minh? Dạ, làm kỹ thuật điện. Minh ơi, Minh hồi hộp, rung lắm sao mà Minh ngắt ngang cái chữ ngộ quá vậy Minh? Dạ, cũng hơi hồi hộp. Giờ nghe bạn gái giới thiệu nè. Dạ, con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, chào nhà trai, chào tất cả mọi người ở đây
À, con tên là Trần Thị Như Quỳnh ạ. Năm nay con 24 tuổi. Nghề nghiệp của con là nhân viên văn phòng ạ. Con làm đâu? Dạ con làm ở công ty Micro Asset ạ. Ở quận Nhất ạ. Quận Nhất hả? Dạ. À, con sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ con sống ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Gò Vấp Bình Dương cũng không xa mấy. Quỳnh 24, Minh 23. Dạ. Tình hình nó cũng hơi căng chút xíu. Có gì đâu căng. Mình thấy sao Minh? Dạ cũng được. Cũng được ha. Dạ. Nhưng mình là nam mình phải kêu bằng em nha. Dạ. Kệ. Nhường nữ trước đi ha. Bây giờ Quỳnh con nói. Con nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con là một người hoạt bét, hoài đồng, vui vẻ, thân thiện. Con chịu học hỏi, con có tính siêng năng cần cù. Khi mà mọi người tiếp xúc và đi chơi với con thì mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Con có điểm yếu gì không? Con hơi ngây ngô, dễ tin người. Dễ tin người, có dễ bị dụ không? Không, dụ thì không được, nhưng mà ý là con tin á. Với lại con hay tự biên kịch trong đầu con nhiều cái làm cho con tệ hơn, ý là con bị suy diễn hả? Dạ đúng rồi, con hơi suy diễn nhiều vấn đề một chút. Nhưng mà cái suy diễn đó là nó mang tính tích cực hay tiêu cực? Dạ thường hơi tiêu cực một chút. Hơi tiêu cực, dạ. Đúng không? Làm cho mình buồn, dễ stress đúng không? Dạ. Sao cưng? Con nghe bạn tâm sự thấy sao? Dạ được. Mình nói cho bà mối biết là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh là sạch sẽ, gọn gàng và... hòa đồng với mọi người. Điểm yếu có điểm không? Yếu là hơi nhút nhát với ít nói thôi. Tại vô đông người thì ít nói. Ít nói. Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu là hay quên. Mình nói cho bà mối biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Đi về để cô hỏi bên đây nha. Quỳnh có mấy mối tình rồi con? À, dạ con có 2 mối tình. Mối tình đó xảy ra cách đây 8 năm. Lúc con học cấp 3. Và tới giờ là con chưa có mối tình nào. Cái đó là vậy rồi. Là 8 năm trước là cái mối tình đó thời học sinh thôi đúng dạ, không? Dạ, năm lớp 11 và lớp 12. Ừ, đó dạ. Là thời học sinh. Dạ, đúng hoa có sâu đậm không? Dạ không à. Hồi đó còn trẻ, còn nhỏ không? Không có suy nghĩ nhiều. Thì giờ con vẫn là bạn với 2 người bạn đó. Như vậy có nghĩa là mình chưa xếp cái đó vô gọi là tình dạ, gọi là đúng. Tình mối tình dạ, đúng nghĩa rồi. Được đúng không? Dạ. Đó. Dạ, như vậy là 2 đứa là đồng thanh đồng thủ đó. Rồi. Đều là tinh khôi hết á. Mình nói cho bên đàn gái biết mình đang đi tìm một nửa yêu thương của mình về hình dung như thế nào? Mô hình lý tưởng là giống giống ai cũng quên luôn rồi nữa. Giống Hồng Vân, Hồng Vân Đào. Ví dụ như là bạn gái bên đây sẽ không giống bất kỳ một cái hình mẫu lý tưởng nào của con á thì lúc đó con sẽ như thế nào? Miễn yêu thương là được rồi. Miễn yêu thương đúng không? Dạ. Ok. Trời ơi, cái mặt dễ thương quá chứ bộ. Tôi dễ sợ luôn rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú. Cái này mà gương mặt này mà nếu mà cần cảnh vô về mặt điện ảnh là có nét lắm á. Dễ rồi. Nhớ ấn tượng nữa. Đúng rồi. Bây giờ thì mình cho đàn trai biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Con đơn giản lắm, giống chú là được. Nhìn phúc hậu giống chú. Giống chú hả? Phúc hậu là có nghe. Có nha. Chú thì là cũng không có giống gì luôn á. Cũng giống chú á. Dễ thương ha. Được à, đẹp trai hơn chú. Được không? Dạ, ngoại hình thì con không quan trọng. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân để coi góp ý cho con thêm thôi. Dạ con đi với mẹ và 3 người bạn thân của con. À, có mẹ nữa hả? Dạ. Rồi mời mẹ cho ý kiến nào. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân. Và quý khán giả trong trường quay. Và chào nhà trai. Cháu nó thì ngoan, hiền, hiếu thảo. Nhưng có một điều là hơi bừa bộn một chút đó. Nên là nếu mà có gì thì về hai đứa bảo nhau. Có gì thì con cũng phải nghe lời bên đó. Đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà con mà với bạn ở bên đây mà hợp nhau thì bấm nút. Rồi, cảm ơn mẹ. Mình cảm nghĩ về càng gửi tương lai mình thấy. Cháu Minh thì thấy được đó. Thấy hiền làm chất phát đó. Cùng quê Bình Dương với tôi luôn. À, vậy à, dạ, hay đúng quá rồi. Dạ, thủ châu một Bình Dương nè. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, khỏe re rồi. Đẹp trai Quỳnh Linh luôn hết chưa? Không, không đẹp bằng Quỳnh Linh đâu. Đó, chưa tút lên thôi. Vô đây chú tút lại cho đẹp luôn. Thấy là thấy bự con đó, là bự. Thấy được rồi đó. Rồi, cảm ơn nhà gái. Minh đi với ai nè? Đi với dì, cậu với mợ. À, dì, cậu, mợ giống như cha mẹ luôn rồi ha. Rồi mời đại diện nhà trai. Rồi, xin chào MC Quyền Linh với MC Hồng Trân. Chào đàn gái. Hôm nay đến đây là thấy hai cháu là vậy là vui lắm rồi. Thấy bên đây là cũng kết rồi đó. Kết luôn rồi đó. Hai bạn rất là xứng. Bấm nút đi cho nhau một cơ hội. Mình tìm hiểu mình sẽ đến với nhau luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi chúc mừng. Hai đứa nó hợp nhau nhìn nó tròn tròn múp múp giống nhau ha. Rồi bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Hai trẻ trao đổi rồi coi có nút bấm hay không mình chưa biết nha. Mở rào.
bắt đầu cho mình nha. Cố lên nào. Hít thở thật sâu vô, mạnh mẽ lên. Mời lớn lên nhà mình nha. Dạ. Cái quà tặng. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Một cái áo khung. Ừ, hôm qua em cũng không mừng tượng được anh như thế nào nữa. Dạ. Cái hôm nay em có mua size này gì? Size gì? Có size gì? Size L. L. Em mua size L. Size của Linh rồi. L đi. Nó cùng size với tôi đó. Tại con thích những bạn nam mặc áo polo à. Nhìn chững chạc. À, nhìn chững chạc. Sơ mi con thích sao? Dạ cũng có, nhưng mà con cảm thấy cái đó hơi nặng á. Con muốn sự thoải mái với hai người thì con tặng polo. Ví dụ mà bạn này không vừa thì hai người cùng nhau đi đổi. Ok, đó cùng nhau đi đổi. Nhưng là anh có băng này để cho mỗi đi mình ôm nhớ đứa con. À, mỗi đêm nhớ. Rồi, ôm con đó nha. Rồi, hai đứa tâm sự đi. Anh nhìn em cũng đẹp, hiền, dễ thương. Chứ lúc đầu anh mừng tượng em sẽ như thế nào? Cũng giống vậy. Dạ. Dạ là sao? Dễ thương nói chuyện với bạn gái mà dạ. Mà em cũng hơi suy nghĩ xíu, tại vì không biết hôm nay bạn em sẽ như thế nào. Thì hôm nay em gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Anh đang làm việc tại Bình Dương luôn hả? Dạ. Đừng già nữa, đừng già. Nhà dạ. Của em thì ở Gò Vấp. Qua Bình Dương thì 13 cây, bằng em ra quận Nhất. Thì cũng gần. Mình hỏi coi hiện nay Quỳnh đang ở với ai, Quỳnh có cần gì không? Em đang ở với ai? Ở với mẹ, với cậu và với dì. Giờ làm dâu được không? Hỏi tới coi sao. Dạ, mốt em gì có thể làm dâu bên đây được không? Được. Hỏi là thí dụ như tụi mình đồng ý khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Nếu mà mình tìm hiểu phải được bao mấy năm thì mình mới tiến được tới hôn nhân. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Lâu quá. Lâu quá em ơi. Anh thì cỡ 25, 26 là được. Cái đó là lúc em suy nghĩ khi em chưa gặp anh thôi. Yeah. Tới nắm tay bạn gái cảm nhận thế nào đó. Hai người nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát tặng bạn gái. Nắm tay nhau hợp chặt, giữ tay nhau hợp lâu, hứa với anh một câu sẽ cùng nhau đi tới con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em ơi xin em hãy bước đi. Gùng quá hậu của anh hết. Trời thấy thương không? Quỳnh hát tặng lời cho Minh bài gì đi. Không, vẫn nắm tay, vẫn nắm tay. Đừng có buông tay, đã nó hát nắm tay nhau thật chặt nắm rồi. Tay thôi. Em đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta đi thật mau, chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu liệu mai này có nhau. Thức giấc để em còn được thấy ánh mắt của anh nhẹ nhàng, nắm đôi tay của em không xa rời. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua, giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu, anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Ta sẽ bước chân thôi. Nói câu gì rất được, rất gan nó nói cho Minh. Em có đồng ý thì hãy cho nhau một cơ hội. Được chưa Minh? Dạ được chú. Rồi trở về ghế đi nào. Cảm giác yêu chưa? Rồi chú. Rồi đúng không? Tay rồi, nút thương, nè con sức luôn, để tay nút bấm nè. Hả? Đây, bây giờ là do mình bạn gái thôi. À mình thích thì mình bấm nha Minh. Mình là đàn ông mình chủ động. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. 2 3. Hết thời gian. Con không bấm hả? Lý do sao Quỳnh không bấm? Con cũng không biết nói sao, nhưng mà
Con nghĩ là con tôn trọng cảm xúc của con á. Thật sự nếu con rung động con sẽ bấm, tại con chưa rung động với bạn. Ở đây thì mọi người cũng ngỡ ngàng hết trơn, cũng có một chút tiếc nuối. Thôi, hãy giữ lấy những kỷ niệm mà mình đã có. Rồi hôm nào đó mặc vừa cái áo, Kiếm Quỳnh nói anh mặc vừa áo rồi, em có bấm nút hay không? Biết đâu lúc đó Quỳnh thay đổi bấm. Nha. Thôi, tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thôi, bây giờ mình tạm chia tay mỗi đứa một hướng đi. Rồi. Em muốn một người đàn ông phải đủ trưởng thành, có chính kiến, nhưng mà đừng quá là gia trưởng. Lấy vợ về có thể là ra ở riêng hoặc là về bên nhà vợ. Tại ở vậy? Tự lập sao bên nhà vợ ở? Thì mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thì hai bên ra ngồi bình tĩnh là coi. Giới thiệu tên mình đi. Dạ, em tên là Thọ, sinh năm 1989, quê ở Đồng Tháp. Công việc hiện tại là hướng dẫn viên du lịch. Rồi, mời em. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Kim Loan, em sinh năm 1990. Em đến từ Bình Thuận. Và hiện tại đang làm trong một công ty sản xuất bao bì nhựa ở quận Bình Tân. Vô đây lâu chưa? Dạ, em vô Sài Gòn được 8 năm. 8 năm qua có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói thật ra là em cũng trải qua 4 mối tình. Mối tình cuối đi, là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng gần 1 năm á chị. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ, em thì đã trải qua một mối tình, và cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Mối tình dài không? Dạ, khoảng vài tháng hả? Vài tháng hả? Mối tình sao ngắn vậy? Tại em rất là ghét giả dối, nhưng người ta giả dối thì đã. Nhưng mà mặc dù đã em đã nhiều lần tha thứ vẫn còn. Em có thể giới thiệu về những cái năng lực của mình? Thì em cũng như bao bạn nữ khác, nhưng mà em thì hơi nam tính một tí, thích vui vẻ, hòa đồng. Những cái điểm yếu của mình? Thường là em hay nói nhiều, với lại hơi nóng tính. Cũng cố gắng sửa đổi, nhưng mà chắc cũng từ từ á chị ơi. Lý do tại sao bạn đang ế? Em từng quen là 4 mối tình. Nhưng mà sau 4 mối tình đó rồi em nghĩ thời gian cho người ta quá nhiều. Môi trường hiện tại em làm cũng có nhiều bạn nam, nhưng đa phần mấy bạn nhỏ nhỏ không à. Vậy em muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào? Em muốn một người đàn ông phải đủ trưởng thành, có công việc ổn định, có chính kiến, nhưng mà đừng quá là gia trưởng. Bà có gia trưởng không bạn nam? Dạ không chị. Em có nóng tính không? Dạ có một chút. Một chút có dám quyết định điều gì không? Dạ có, tại nhỏ lớn giờ là em sống tự lập quen rồi. Thì em sống với ai? Dạ sống với gia đình, nhưng mà em thường đi làm nhiều hơn, thời gian về gia đình thì rất là ít. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ vợ, lấy vợ về có thể là ra ở riêng hoặc là về bên nhà vợ ở. Không, tại ủa vậy? Em không thích ở chung gia đình em. Ủa sao vậy? Tại em thích tự lập mà anh. Tự lập sao? Tự lập sao vô nhà vợ ở? Thì vợ thích tùy theo ý vợ. Trời ơi, cái gì chói chang quá vậy? Sao được rõ vậy em? Dạ tại còn có bộ này chị. Còn có bộ này là sao? Hôm nay em về nhà em lấy được bộ này em đi luôn. Tại em bận quá. Bình thường em có được mấy bộ? Dạ cũng 3-4 bộ chứ không nhiều. Thôi đứng lên chị coi tướng tá cái được chị là cả luôn nha nè. Lấy vợ luôn nha nè. Hơi ốm chút xíu. Hơi ốm nha, cố gắng ăn vô nha. Em ốm nhưng mà không có yếu chị. Phải không? Tại em thường dẫn khách đi nhiều quá nên không có thời gian ăn. Có tập thể dục không? Dạ có chị. Hít đất nổi không? Dạ được. Hít thử 10 cái coi được không? Dạ bình thường chị. Ốm mà không yếu mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, thôi được rồi, đó thôi đừng, đó được rồi, được rồi. Trời ơi, mua nếp thêm nữa. Được. Hạ số. Thôi bây giờ nè, bây giờ em thường dắt khách đi đâu? Dạ, về Đồng Bằng sông Cửu Long mình. Rồi bây giờ, bây giờ anh đi du lịch nè đó. Rồi, dạ. Tôi đang đi tới đâu đây? Dạ, đây... tại ở đây nó không không có phải chỗ du lịch nào không nói được. Bây giờ nói nghe nè, miền Tây đúng không? Dạ. Đồng Tháp đúng không? Dạ nha. Hò hát cái lương gì coi. Tiếp diễn viên là phải biết. Đúng rồi. Dạ. Phải biết ha. Chị muốn nghe nhạc hay giọng cổ? Giọng cổ đi cho đặc biệt. Dạ. Không anh nào quan trách chi em phận gai má hồng 12 bên nước. Biết đục hay trong duyên tình mãi rủi hay phận đẹp duyên ngơ gắm nhung trái bước hay lạc nẻo trung chiên cho tơi tả kiếp qua sau. Đành thôi em dang dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa đón khi tan trường về hai đứa bước chung đôi. Câu hẹn câu thề ai tốt ở đầu môi, dù cho biển cạn non mòn tình ta không thay đổi. Rồi đó, này... được rồi. Dạ. Nói là không được mà hát dữ quá. Rồi bây giờ nè, một câu cuối cùng. Muốn một người bạn gái như thế nào? Dạ muốn một người bạn gái mạnh mẽ tí và thích sống tự lập. Được rồi, tôi về tôi. Dạ. Thông báo là cho bạn ấy hơi rụt rè, hơi rung nhưng mà miền Tây chân chất đáng yêu lắm. Dạ. Xem bạn là gái thế nào nha. Dạ. Cô bên này mạnh mẽ lắm. Trời em, đúng là một bên mạnh mẽ, bên kia nhút nhát lắm. Anh ngồi mà nãy giờ anh gồng cái tay cứng ngắc vậy nè, gồng suốt từ nãy giờ luôn đó. Về miền Tây được không? Dạ được. Quan trọng cái người mà mình theo về thôi chứ miền nào cũng đủ chứ. Không được hả? Dạ. Giờ hay là về Bình Thuận ở rể luôn đi. Cũng được luôn. Cũng được luôn. Ở hả? Bà má em khoái chuyện đó lắm á. Nhưng mà năm 90 mà trải qua 4 mối tình là hơi nhiều á. Cuộc đời mà anh đâu có muốn vậy đâu. Nhưng rút kinh nghiệm ra 4 mối tình đó là tại sao mình thất bại? Dạ không có thất bại. Tại vì em nghĩ là mình đi nhiều, mình quen nhiều thì mình hiểu được nhiều thôi. Duyên nợ nó đưa tới đâu mình đẩy tới đó. Đưa đẩy hả? Mạnh mẽ ghê chưa, cá tính ghê chưa? Mấy bạn nam hát hay không? Dạ nghe cũng ngọt ngào. Dân miền Tây là ngọt ngào đậm đà lắm. Dạ. Bình dị lắm ha. Hôm nay em có đi với người thân nào không? Dạ em đi với bạn em. Bạn em bên đây đi với ai? Dạ đi với em gái. Em gái hả? Dạ. Thôi để mình hỏi em gái của bạn trước đi. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào con. Chào chú với chào chị là thấy là chú Huyền Linh không có khoái rồi. Con mấy tuổi rồi? Dạ năm nay con 18 tuổi. Anh của con ở nhà rất là hiền, chân thật, nhưng mà ít nói cho nên cũng ít bạn. Rồi bây giờ thấy chị dâu tương lai bên đây sao? Dạ con thấy chị bên đây cũng hiền, dễ thương, mạnh mẽ hơn anh của em. Vậy em không sợ chị dâu giúp bắt nạt anh em hả? Dạ chắc là không chị ơi, tại vì con gái thường thường phải mạnh mẽ hơn con trai. Rồi cảm ơn con. Rồi bên đây mình đi với ai đâu nè? Dạ theo em nhận xét thì bạn nam rất là chân thật, thật thà, nhưng mà bạn nó hơi rung. Những cái điểm mà bạn yêu cầu bạn gái thì rất là hợp, tại vì bạn em rất là nam tính, với lại biết quan tâm người khác, thật thà hay giúp đỡ người khác ạ. Dạ mong hai bạn là tiến tới hôn nhân càng nhanh càng tốt ạ. Dạ xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn gia đình ha. Bây giờ hai người gặp nhau nha. Nào kéo màn lên, chúng ta có 2 phút đi trò chuyện với nhau nha. Có quà tặng rồi, cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh luôn ha. Hơi ốm mà khỏe lắm nha em, hồi nãy hít đất mình không biết sao. Nếu mà anh ốm á thể nếu mà quen em về em nuôi anh mập hơn anh chịu không? Tất nhiên là chịu rồi. Vậy chứ anh nhìn em thấy sao? Cũng dễ thương nhưng mà phải qua tìm hiểu nữa, phải thời gian tìm hiểu mới biết như thế nào. Dạ anh qua bạn gái anh có khó khăn quá không? Không, không rất là dễ. Anh chỉ cần thật lòng và biết lo cho gia đình là được rồi. Dạ. Vì tiền ai giữ? Thì nếu mà đó là vợ chồng thì tiền lúc nào cho vợ giữ. Dễ gì không cho. Nhưng cái này mà cặp này mà vợ không giữ mới lạ. Giữ tới cái gì luôn á chứ. Một câu cuối cùng gì đó, cảm xúc về nhau, tỏ tình với nhau đi. Bạn nam mạnh mẽ lên, thuyết phục bạn nữ đồng ý hẹn hò với mình. Rung quýu hết trơn vậy ta. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Anh mà nói không được là em không có bấm nút quen nói nha. Anh thì mong anh hôm qua thử nắm tay. Anh lỡ nó xỉu khổ em nữa. Thử qua nắm tay thử cái coi. Qua liền đâu tấn công qua nắm tay thử cái coi. Được không? Được không? Nếu mà em nắm tay anh có thể nói được không? Thử đi, thử coi. Qua luôn qua cho tôi cái coi. Không làm sao? Qua nắm tay.
Anh đứng lên đi. Hung cái coi làm gì. Nói gì đi. Sau thời gian tìm hiểu nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Đó, vợ chồng thì anh hứa sẽ lo cho em suốt đời này. À, hứa có mọi người chứng kiến đúng không mọi người? Hung tay cái, hung tay cái coi. Hung tay cái. Dám không? Hung không biết thôi. Cái gì đó hứa với hung gì? Anh đừng làm nữa, anh sợ. Trời nhát quá, ông nhát quá trời nhát. Thôi, hết giờ. Đây. Trời nhát quá, mạnh mẽ lên. Tay vào cái nút. Bữa nào đi cái gì về đủ đi theo anh tư vấn cho. Dạ. Nha. Thương không? Thế nào vậy chị? Dạ, thương. Thương hả? Dạ. Thấy cậu phải là vợ tương lai mình không? Để tìm hiểu. Nhưng thấy được không? Ổn không? Dạ, được. Sợ cậu không? Dạ không. Thí dụ cậu nữ giận cậu đánh thì sao? Chắc không có đâu. Thí dụ có thì sao? Thí dụ có thì... thì cho đánh thì chứ sao vậy? Rồi thôi, bấm nút đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thì nãy giờ là những giây phút. Sau này đánh sao, cho đánh chứ sao giờ? Đúng rồi, khỏe lắm. Rung quá rồi. Đây là giây phút chúng ta lắng động lại và suy nghĩ tất cả những cái cảm nhận chúng ta từ nãy đến giờ để quyết định thật là đúng đắn. Hẹn hò hay không hẹn hò. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đó, giờ nắm tay được rồi đó. Giờ là chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó. Sướng không? Đã. Đã hả? Nhìn thẳng vô mắt cô ấy coi. Sao con nhút nhát quá vậy? Thấy gì trong mắt không? Hả? Dạ, thấy... gì? Dạ, thấy... Thấy gì? Thấy mắt. Thấy mắt. Chán dễ sợ. Giờ con má được rồi đó. Con má được rồi, giờ là đồng ý hẹn hò rồi. Kỷ niệm khó quên.